Chiến thần Trần Quốc, Diệp Quân Lâm. Tập 36. Về công về tư, sát thần Bố Y đều muốn ra mặt và gặp Diệp Lâm Quân một lần. Người đàn ông đã đàn áp một thời đại đang ở đây. Diệp Lâm Quân trở lại căn cứ Thần Long một lần nữa. Hả, hơi thở của Lê Nguyên. Diệp Lâm Quân vừa mừng vừa lo. Anh chắc chắn rằng Lý Tử Nhiệm đã ở đây. Ai? Đột nhiên, Diệp Lâm Quân thốt lên. Anh phát hiện có người âm thầm theo dõi anh. Ở cảnh giới của Diệp Lâm Quân, anh đặc biệt nhạy cảm với mọi thứ. Thậm chí đối với chuyển động của hoa cỏ cây cối cùng với côn trùng anh cũng có thể phát hiện ra. Chỉ cần có một năng lượng chuyển động, Diệp Lâm Quân đều có thể bắt được. Vừa rồi Diệp Lâm Quân đã nhận ra, ngay cả khi đó chỉ là chuyển động giống như đôi cánh chập chờn của một con côn trùng đang bay, Diệp Lâm Quân cũng đã phát hiện ra. Đây không phải ai khác mà chính là võ sĩ chuột đồng của lực lượng đảo Đông Ca. Cô ta cũng vừa mới truy tìm được tung tích của Diệp Lâm Quân, không nghĩ tới đã bị phát hiện. Lúc chuột đồng xoay người rút lui, từ khi cô ta rời núi cho đến nay, đây là lần đầu tiên bị người ta phát hiện. Cô ta đã xem nhẹ Diệp Lâm Quân, còn muốn chạy sao, đâu có dễ dàng như vậy chứ. Giọng của Diệp Lâm Quân phát ra từ cách xa hàng nghìn km, nhưng lại giống như sét đánh ngang tai cô ta. Toàn thân chuột đồng lạnh buốt, hồn phi phách tán. Thật là đáng sợ, trách không được người này có thể đứng thứ hai thiên địa bảng. Sức mạnh của anh thực sự rất mạnh. Phang! Ngay sau đó, cô ta giống như bị một chiếc máy bay va vào. Cái cảm giác này, giống như hàng nghìn ngọn núi lớn đè lên người. Phụt, miệng chuột đồng phun ra máu tươi, bay ngược ra ngoài. Vẻ mặt cô ta không thể tin được, cô ta có biệt danh là võ sĩ bóng đêm. Ý nghĩa chính là ma mị như bóng tối, lên trời xuống đất, không gì không làm được. Cơ thể của cô ta khó có thể tìm ra. Dù cô ta có ẩn náu hay trốn đi thì cũng không ai có thể làm gì được. Và tốc độ của cô ta có thể nói là nhanh nhất. Nhưng khi gặp Diệp Lâm Quân, bị phát hiện không nói, lại còn bị đuổi theo. Chuột đồng vừa định đứng dậy chạy trốn, lại phát hiện toàn thân không thể cử động. Diệp Lâm Quân dĩ nhiên đã khóa tất cả kinh mạch của cô ta, chỉ có thể bị chết. Chuột đồng hối hận không ngứa ớt, chống lại Diệp Lâm Quân đẳng cấp vương giả như thế này, không thể một lần mắc sai lầm. Một khi như vậy, có thể chết người. Bây giờ trong loại tình huống này, ngay cả tự sát cô ta cũng không làm được. Đây là Diệp Lâm Quân cố ý. Vì đề phòng mọi người sẽ tự sát giống như lần trước. Đầu tiên anh sẽ ngăn chặn con đường tự sát của họ lại. Người của đảo Đông Ca. Ha ha ha, dám theo dõi tôi. Diệp Lâm Quân nở một nụ cười. Chỉ là cô không phải cô ta. Chuột đồng biết Diệp Lâm Quân nói ai. Chính là người giả mạo của cô ta. Nếu bắt cô lại, như vậy tôi sẽ biết được tất cả muốn gì. Diệp Lâm Quân hiểu được, những người sở hữu mức độ che giấu này hẳn không phải là những con tốt bình thường. Tiếp theo, Diệp Lâm Quân kéo theo chuột đồng rời đi. Rất nhanh, cô ta bị bảo vệ canh gác căn cứ phát hiện. Bùm! Bùm! Bọn họ nhanh chóng phát ra tin nhắn bằng đạn pháo, nổ tung giữa không trung. Nghĩa là bọn họ đã phát hiện ra tung tích của Diệp Lâm Quân. Các thế lực gần với Thiên Sách Phủ đều tới rồi. Diệp Lâm Quân cũng mặc kệ chuyện này. Trước tiên anh phải đi tìm Lý Tử Nhiệm. Về phần chuột đồng, cô ta căn bản là không có tư cách để chết. Mặt khác, bên trong thành Vô Song, Phó Phong Thu với mấy người trưởng lão đang đứng cùng một chỗ. Bọn họ đang bàn luận chuyện đại sự. Chuyện này rất lớn, Thiên Sách Phủ đã phát ra lệnh Thiên Sách, các người, không thể hiểu được tính nghiêm trọng của việc này. Phó Phong Thu cực kỳ sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Bây giờ mẹ Diệp Lâm Quân cùng con gái anh ta đang bị bắt ở chỗ này. Cuối cùng nếu để cho Thiên Sách Phủ biết đến, chúng ta chính là đồng phạm của tà thần, thành Vô Song bé nhỏ của tôi sẽ bị bọn độc ác tiêu diệt. Phó Phong Thu giải thích. Những người khác đều gật đầu, đúng vậy. Cá nhân những người này, cũng không phải là đồng lõa của Diệp Lâm Quân sao? Thiên Sách lệnh phát ra, Diệp Lâm Quân cuối cùng chết cũng không còn nghỉ ngờ. Đến lúc đó Thiên Sách Phủ sẽ đổ hết tội lên đầu chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ bị diệt tộc. Phải làm sao đây? Tôi không muốn nhìn thành Vô Song bị hủy diệt. Bảo vệ vững thành Vô Song đi, vốn dĩ việc này không liên quan gì đến chúng ta. Phó Phong Thu thở dài, cũng không phải như vậy. Tôi cũng không muốn thành Vô Song bị hủy hoại trong tay tôi, rất xin lỗi tổ tiên. Cho nên tôi quyết định giao người cho Thiên Sách Phủ. Phó Phong Thu nhìn mọi người, các người còn có gì muốn phản đối không? Mọi người nhìn nhau.
cuối cùng gật đầu, chúng tôi đồng ý với quyết định của anh. Đây là cách duy nhất để giữ thành Vô Song. Đúng, chúng ta không cần vì Diệp Lâm Quân mà phải mạo hiểm như vậy. Hơn nữa, nếu anh giao đứa trẻ đến Thiên Sách Phủ sẽ không làm tổn thương cô bé. Thành Vô Song nhất trí quyết định gửi bé Quân và những người khác ra ngoài. Phó Phong Thu lập tức chạy đến liên lạc với Thiên Sách Phủ. Trong vòng mấy tiếng, đội quân của Thiên Phủ Sách đã tràn đến thành Vô Song, đưa bé Quân và ba người khác đi thẳng đến Thiên Sách Phủ, không cho Diệp Lâm Quân bất kỳ cơ hội nào. Đây là điều Diệp Lâm Quân không bao giờ ngờ tới. Phía sau xảy ra hỏa hoạn, các vị, Diệp Lâm Quân sẽ không trả thù chúng ta đúng không? Đây là điều mà Phó Phong Thu và những người khác đang lo lắng, điều gì sẽ xảy ra nếu Diệp Lâm Quân quay lại và giết bọn họ sau khi biết chuyện? Đừng lo lắng, hôm nay Diệp Lâm Quân sẽ không sống sót được. Vị trí của anh ta đã bị phát hiện, người của Thiên Sách Phủ đã truy lùng đến tận anh tai. Nếu các người lo lắng, tôi sẽ cho các người một chỗ trốn. Như thế thì tốt quá. Phó Phong Thu đưa mọi người đi lánh nạn, người đứng đầu của Thiên Sách Phủ đưa bé Quân và những người khác rời khỏi thành Vô Song. Tôi cứ tưởng đứa trẻ này bị bắt cóc bởi các thế lực ở nước ngoài. Tôi không ngờ đây là vở kịch do Diệp Lâm Quân bày ra. Hoàng Hùng thở dài nói, thấy chưa? Người kế thừa của tà thần không chỉ luyện tà thuật, phá 8 năm y 5 năm y pháp thuật cao cường. Bọn họ còn có rất nhiều thủ đoạn, cái này cũng thật kinh khủng. Thiên Long thở một hơi, Hoàng Hùng mỉm cười, nhưng bây giờ không sao cả, mẹ và con anh ta đều ở trong tay chúng ta. Hạo Quân dù kiêu ngạo đến đâu cũng vô dụng. Để người của chúng ta đi giết anh ta trước, tốt nhất là có thể giết được. Nếu không giết được anh ta, chúng ta sẽ dùng mẹ và con anh ta để ép anh ta khuất phục. Chúng ta không phải hạng người hèn hạ, chúng ta chỉ là bảo vệ mẹ và con gái của anh tai cũng không phải bắt cóc để uy hiếp anh tai. Đám người đều cười cười lộ ra bộ mặt gian xảo. Đúng lúc này, Diệp Lâm Quân đưa chuột đồng đến một nơi yên tĩnh. Khi anh định hỏi chuột đồng, thì có tin tức từ cấp dưới của anh. Cái gì, bé Quân bị Phó Phong Thu giao cho Thiên Sách Phủ. Khuôn mặt của Diệp Lâm Quân biến sắc. Diệp Lâm Quân đã bố trí người canh gác chặt chẽ xung quanh thành Vô Song. Chỉ là có quá nhiều chấm CAO thủ từ Thiên Sách Phủ nên các lính canh không phản ứng kịp. Muốn ra tay lại không thể. Phó Phong Thu, anh đang tìm cái chết. Diệp Lâm Quân gầm lên. Chuột đồng sửng sốt. Nghìn lần tính toán không ngờ sẽ có chuyện xảy ra ở thành Vô Song. Tất nhiên, nó chủ yếu liên quan đến Thiên Sách Lệnh. Việc ban hành Thiên Sách Lệnh đã trực tiếp khiến Phó Phong Thu thực hiện một hành động như vậy. Ba người bé Quân được đưa đến Thiên Sách Phủ. Anh sẽ không yên tâm. Anh phải giải cứu được họ. Nhưng anh cũng không muốn chiến đấu với Thiên Sách Phủ. Bị người khác lợi dụng thật không thể chịu nổi. Nếu lao vào trận chiến với Thiên Sách Phủ, nói hết chân tướng về kế hoạch ra thì có lẽ mọi thứ đều có thể tránh được. Nói cho tôi biết ai đứng sau lưng cô. Nếu không tôi làm cho cô phải khổ sở. Diệp Lâm Quân bắt đầu nhìn chằm chằm vào chuột đồng. Chuột đồng bật cười khi thấy Diệp Lâm Quân phát điên và lo lắng như vậy. Anh biết rồi cũng vô dụng. Hơn nữa, kế hoạch thứ hai của chúng tôi đã bắt đầu rồi. Anh còn không lo được cho bản thân thì còn có thể lo cho người khác sao? Chuột đồng bật cười. Cái gì, kế hoạch thứ hai? Diệp Lâm Quân nhướng mày. Anh nhận ra rằng rắc rối lớn đang đến. Đúng vậy, chúng tôi đã bắt đầu kế hoạch thứ hai trước kế hoạch do Thiên Sách Lệnh ban hành. Ha ha, thật khó cho Diệp Lâm Quân anh bảo vệ được người thân. Anh muốn người thân. Hay anh muốn cái thành này? Chuột đồng bật cười, nói cho tôi biết kế hoạch thứ hai là gì. Diệp Lâm Quân điên cuồng hét lên. Diệp Lâm Quân, hãy mau nhận lấy cái chết. Đột nhiên, một tiếng hét từ xa truyền đến. Hàng trăm tên cao thủ đột nhiên xuất hiện. Tất cả mọi người đều nhận được lệnh từ Thiên Sát Phủ đến để giết Diệp Lâm Quân. Đáng chết. Diệp Lâm Quân bất lực lắc đầu một cái. Tốc độ của nhóm người này cũng thật nhanh. Trước tiên phải giải quyết các người trước đất. Diệp Lâm Quân kéo Dã Nhất Lang đến trộn lẫn trong đám cao thủ. Hai bên đánh nhau kịch liệt. Mặc dù bên kia có rất nhiều cao thủ, nhưng đối với Diệp Lâm Quân cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Dã Nhất Lang ngay cả suy nghĩ nhân cơ hội này để chạy thoát cũng không có. Diệp Lâm Quân quả thật quá mạnh mẽ. Tuy nhiên Diệp Lâm Quân phát hiện càng đánh càng nhiều người. Bây giờ tung tích của ông ấy đã hoàn toàn bại lộ. E rằng sẽ còn có ngày càng nhiều cao thủ khác cũng trên đường tới đây. E rằng đến lúc đó sẽ càng khó thoát khỏi. Phải nghĩ biện pháp thoát ra ngoài. Sau một phen hỗn chiến,
Diệp Lâm Quân hướng về phía bắc phá vòng vây. Các cao thủ ở phía sau vẫn đang đuổi theo ông ấy. Cuối cùng, Diệp Lâm Quân bị buộc phải đến ranh giới của kinh thành. Quên đi, trước tiên đi kinh thành. Diệp Lâm Quân tiến vào ranh giới kinh thành. Đến lúc đó, đứng ở kinh thành né tránh cũng tiện hơn một chút. Ha ha, Diệp Lâm Quân đã trốn vào kinh thành rồi. Việc này còn không phải là đi tìm chết hay sao? Kinh thành mới chính là đại bản doanh của chúng ta. Tất cả mọi người đều mỉm cười, ngay lập tức mang tin này tới báo cho Thiên Sách Phủ. Giờ khắc này, gần như cả thế giới đều biết rằng Diệp Lâm Quân đang ở kinh thành. Các cao thủ nhận được lệnh từ Thiên Sách Phủ, tất cả đều đổ xô về kinh thành như điên. Trong khoảng thời gian này, Lý Tử Nhiệm đã nhiều lần xuất hiện tình trạng đau đầu. Các cơn đau thường xuyên, lần sau so với lần trước ngày một nghiêm trọng hơn. Ngay cả khi tạm thời bình phục, Lý Tử Nhiệm cũng sẽ thường xuyên thất thần khi nằm trên giường bệnh, cô trông giống như một người khác. Điều này khiến cho Văn Hy có một dự cảm đặc biệt xấu. Cô ấy không có việc gì để làm. Mặc dù đã vận dụng tất cả các nguồn lực để đi tìm một bác sĩ thiên tài, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được. Văn Hy quyết định chỉ số tiền khổng lồ để tung tin, mời các bác sĩ thiên tài trên thế giới đến chữa bệnh. Chế độ đãi ngộ xứng đáng, hoặc là tiền tài, hoặc là châu báu, đáp ứng mọi thứ mà bạn mong muốn. Đối với cấp dưới Richard, việc tìm kiếm dấu vết của Hứa Chính Kiệt cũng đã bị ngắt quấn. Tuy nhiên trong khoảng thời gian đó, ý thức của Hứa Chính Kiệt càng ngày càng mờ nhạt. Cuối cùng tất cả đều không còn nữa. Họ cũng từ nơi đó tìm kiếm tung tích của Hứa Chính Kiệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tuy nhiên Hứa Chính Kiệt giống như đã thực sự biến mất. Anh Richard, những nhiệm vụ khác của chúng ta đã hoàn thành. Chỉ có Hứa Chính Kiệt là vẫn chưa tìm được. Richard lộ ra vẻ mặt thoải mái, nhiệm vụ được giao cho anh ta lần này đã hoàn thành. Nhưng anh ta cũng không nghĩ sẽ bỏ cuộc với Hứa Chính Kiệt. Anh Richard, chúng tôi tra được rằng Vạn Nam đang mời chào tất cả các bác sĩ thiên tài từ khắp nơi trên thế giới. Có vẻ như Văn Hy vẫn còn sống. Anh phải biết rằng lúc đó Văn Hy cũng ở cùng phòng thí nghiệm với Hứa Chính Kiệt. Nghe vậy, khuôn mặt Richard lập tức thay đổi. Nói như vậy, Hứa Chính Kiệt cũng không phải là người duy nhất sống sót. Nếu có thể tìm thấy Văn Hy, nói không chừng cũng có thể biết Hứa Chính Kiệt đang ở đâu. Richard nói. Vâng đúng vậy. Được, vậy chúng ta phải đi kinh thành. Richard và nhóm của anh ta ngay lập tức lên đường đến kinh thành. Ở phía bên kia, lực lượng của đảo Đông Ca. Không hay rồi, Dã Nhất Lang đến bây giờ vẫn chưa quay lại, cũng không có tin tức nào được gửi về. Chúng tôi nghi ngờ rằng có điều gì đó đã xảy ra với Dã Nhất Lang. Báo cáo, tôi vừa nhận được tin Dã Nhất Lang đã bị Diệp Lâm Quân bắt giữ. Tôi vừa thấy Dã Nhất Lang bị Diệp Lâm Quân cùng với đám cao thủ bao vây ở Thiên Sách Phủ. Sắc mặt của một số thành viên cấp cao của lực lượng đảo Đông Ca lập tức thay đổi. Cái gì, Dã Nhất Lang đã bị bắt? Nếu hắn nói cho Diệp Lâm Quân biết mọi chuyện, chúng ta chẳng phải sẽ bị lộ sao? Đúng, Diệp Lâm Quân đã tìm ra rất nhiều manh mối của chúng ta. Dã Nhất Lang lại bị bắt, chúng ta sẽ nhanh chóng bị bại lộ. Cử người đến kinh thành ngay lập tức, giết nếu có thể, Dã Nhất Lang không thể còn sống. Nhưng làm thế nào để có thể giết người từ tay của Diệp Lâm Quân? Vậy thì chỉ có thể phái người đó, võ sĩ quỷ đi. Hải, võ sĩ quỷ ư? Nghe thấy cái tên này, sắc mặt của tất cả mọi người lập tức thay đổi ngay, ai nấy cũng hít một hơi thật sâu. Cứ như thể xưng hô này là một loại cấm kỵ vậy. Nhanh nhanh nhanh, phải lập tức làm ngay. Cũng chỉ có gã ra tay thôi. Ở kinh thành, bên trong bệnh viện tư nhân nhà họ Văn. Lý Tử Nhiệm vừa mới khôi phục lại, cô thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Văn Hy cảm giác cô lạnh lùng hơn trước đó rất nhiều, thậm chí là vô tình khát máu. Nhưng tất cả các chuyện ra đều đã kiểm tra bằng những dụng cụ tân tiến nhất, Lý Tử Nhiệm không bị bệnh gì cả. Văn Hy chỉ hy vọng các bác sĩ giỏi trên toàn thế giới này nhanh chóng tụ về đây, khám thật kỹ xem rốt cuộc Lý Tử Nhiệm bị bệnh gì. Thưa cô Hy, bên ngoài có một đoàn tự xưng là chuyên gia y khoa đến từ nước Chiến Ưng. Muốn đến khám bệnh cho cô Nguyên đây. Đúng lúc này, bệnh viện gửi tin báo đến cho Văn Hy. Mau mời vào. Văn Hy lập tức đi ra ngoài tự mình nghênh đón. Đoàn bác sĩ này là do Richard dẫn đầu. Anh ta hoàn toàn không hề nói láo, trong đội ngũ có chuyên gia y khoa nổi danh đứng đầu nước Chiến Ưng. Nhóm người Văn Hy không hề nghi ngờ gì, cứ để bọn họ đi vào trong bệnh viện.
Thưa cô Hy, chúng tôi cần hiểu rõ tất cả tình huống của bệnh nhân. Richard nói bóng nói gió, muốn tìm hiểu xem rốt cuộc ngày đó trong phòng thí nghiệm xảy ra chuyện gì. Cái này, Văn Hy hơi chần chờ. Dù sao kết quả mà bên cứu hộ đưa ra cũng ghi là các cô đã chết rồi. Xin cô Hy đừng che giấu gì hết, như vậy sẽ khiến chúng tôi khó lòng kiểm tra được. Huống chi chúng tôi đã biết tình huống của cô Lý Tử Nhiệm rồi, hẳn là ngày đó bỏ mình trong vụ nổ ở căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long, vì sao các cô vẫn còn sống? Richard cười hỏi. Hai điều này khiến Văn Hy kinh ngạc không thôi, cô không biết điều này. Được rồi, vậy tôi không giấu nữa. Chuyện này đại khái là... Văn Hy kể lại những chuyện đã từng xảy ra một lần cho họ nghe, nhưng cô ta không nói nhiều. Richard không nghe thấy những điều mình muốn nghe, tiếp tục hỏi tiếp. Cái này không đúng, nếu vậy cô Lý Tử Nhiệm có xảy ra chuyện gì trước khi vụ nổ bùng phát không? Điều này rất quan trọng, xin cô Hy hay nói cho rõ mấy người khác cũng nói một cách nghiêm trọng. Mục đích đến khám lần này của Richard chính là để tìm hiểu thông tin của Hứa Chính Kiệt. Cái này... Trên mặt Văn Hy ngập tràn do dự. Được thôi, trước khi vụ nổ xảy ra, Lê Nguyên đang tiến hành một buổi thí nghiệm, tức là chuyển ý thức của người khác vào đầu Lê Nguyên. Nhưng suýt nữa đã thất bại rồi. Văn Hy nói sơ lược lại tình huống lúc đó. Hả, còn có chuyện này nữa sao? Richard sợ hãi không thôi. Anh ta biết đây chính là Hứa Chính Kiệt. Thế còn người khác đâu? Còn sống không? Có người thức thời hỏi. Văn Hy lắc đầu, không còn nữa. Chỉ còn hai bọn tôi sống sót thôi. Hả? Mấy người nhóm Richard ngạc nhiên không thôi. Nếu thật sự Hứa Chính Kiệt đã chết, vậy tại sao lại còn ý thức? Đừng vậy mài đúng vào lúc này, bên tai Richard vang lên một giọng nói. Anh Richard vậy mà tìm thấy được ý thức của anh Hứa Chính Kiệt. Ở gần đây thôi, tôi nghi ngờ là trong bệnh viện. Cái gì? Trong lòng Richard thầm sợ hãi. Thì ra trong đội ngũ của Richard vẫn còn người bên ngoài. Đúng vào lúc này, bên trong phòng bệnh truyền ra tiếng hét thảm thiết như tan nát cõi lòng. Lại đến nữa. Văn Hy lập tức chạy thẳng vào trong phòng bệnh. Nhóm người kia cũng đi theo. Chỉ thấy Lý Tử Nhiệm đau đớn tới mức lăn qua lăn lại trên mặt đất. Phát ra tiếng gào thét như ma quỷ rú gầm. Hai tay Lý Tử Nhiệm cào lên mặt đất, để lại từng vết cào thật sâu trên đó. Đây là lúc cô đau tới phát điên. Văn Hy sợ mụ cả người. Cô ta chưa bao giờ thấy bệnh của Lý Tử Nhiệm nặng tới như vậy. Thế này là thế nào? Anh Richard này, tôi đã xác định được khá chính xác anh Hứa Chính Kiệt đang ở đâu rồi, rất gần với anh. Có thể nói là ở ngay trước mặt anh. Giọng nói trong tai Richard lại vang lên. Ngay lúc này, trong đầu Richard bỗng nhiên nổ ầm một tiếng. Anh ta nhìn Lý Tử Nhiệm một lát, khuôn mặt tỏ vẻ không thể tin nổi. Dường như anh ta đã biết rõ rồi. Thật không thể tin được. Giờ khắc này, anh ta biết tại sao Lý Tử Nhiệm lại trở nên như vậy, cùng với chuyện của Hứa Chính Kiệt. Thật đáng sợ, vô cùng đáng sợ, nhưng Richard vẫn phải kìm nén cảm xúc của bản thân. Một ý nghĩ nhanh chóng được sinh ra trong đầu của anh ta. Tôi đã từng gặp loại bệnh này, tôi có thể chịu trách nhiệm về việc trị hết căn bệnh này của cô ấy. Richard bỗng nhiên nói. Điều này khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Ánh mắt của mọi người đều hướng về anh ta. Anh có thể trị hết sao? Văn Hy nhìn anh ta một cách nghi ngờ. Richard không nói gì, anh ta tiến lên để quan sát Lý Tử Nhiệm. Anh ta giả vờ châm cứu cho Lý Tử Nhiệm. Sau đó lén lén nói với cấp dưới của mình thông qua tai nghe, anh ta bảo bọn họ ngừng việc kiểm tra đo lường ý thức của Hứa Chính Kiệt. Chuyện kỳ diệu đã xảy ra, Lý Tử Nhiệm lại có thể yên lặng. Điều này làm cho mọi người không khỏi sững sờ. Trước đó, Văn Hy vẫn còn nghi ngờ Richard. Bây giờ cô ta đã bị dọa sợ. Anh ta là người duy nhất có thể khiến cho Lý Tử Nhiệm không còn nổi điên nữa. Trước đó, bọn họ đều phải làm cho Lý Tử Nhiệm ngất đi thì mới được. Tất cả nhân viên đồng hành cùng Richard đều sợ ngây người khi nhìn thấy một màn như vậy. Giao cho tôi đi, trước đó tôi đã gặp được. Không có vấn đề gì nếu bịa đặt một trường hợp như vậy dựa trên sự sáng suốt và khả năng của tỷ Richard. Hơn nữa, lời nói của anh ta rất hùng hồn, điều này khiến người ta không thể tìm ra một khuyết điểm dù là nhỏ nhất. Cộng với hiệu quả vừa rồi, bất cứ ai cũng bảng lòng tin tưởng Richard. Như vậy đi, mang cô ấy đến bệnh viện tốt nhất ở nước Chiến Ưng, sau đó tôi sẽ tiếp tục trị liệu cho cô ấy. Richard mở miệng nói. Văn Hy bật người từ chối,
không được, Lý Tử Nhiệm phải trị liệu ở đây. Tôi sẽ cung cấp các phương tiện y tế, nếu như đỉnh Thự Lạc Việt không có thì tôi sẽ ra nước ngoài mua, vậy thì được rồi. Richard cũng chỉ có thể đồng ý. Còn có một chuyện, cho dù có trị liệu như thế nào, tôi đều phải ở đây, mong mọi người hiểu cho. Văn Hy lại yêu cầu một điều kiện. Điều này khiến cho kế hoạch của Richard tan biến. Được thôi, Richard chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Dù sao, tốt nhất là phải thành công, không thể thành công thì cũng có thể chấp nhận. Hiện tại Hứa Chính Kiệt đã chết. Anh ta không có khả năng tiếp tục sống. Richard chỉ có thể thí nghiệm trên cơ thể của Lý Tử Nhiệm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau bắt đầu đi. Tôi vẫn còn một đội khác ở ngoài đó. Sau đó, Richard cũng đưa nhóm kiểm tra ý thức của Hứa Chính Kiệt vào bệnh viện. Bao gồm cả máy móc và những thứ khác. Văn Hy vẫn rất cẩn thận, cô ta kiểm tra mọi người, kiểm tra máy móc, khi xác định không có bất cứ vấn đề gì thì mới cho vào. Phương pháp trị liệu của tôi là kích thích cô ấy. Trình độ kích thích lớn nhất, chỉ cần cô ấy chịu đựng được, có thể sinh ra miễn dịch kích thích thần kinh. Như vậy thì cô ấy mới có thể khỏe lại. Biết sự cẩn thận của Văn Hy, cho nên Richard mới cố ý giải thích. Anh thật sự có thể kích thích cô ấy à? Văn Hy tỏ vẻ không tin. Ngay từ đầu, những bác sĩ cấp dưới của cô ta cũng muốn dùng phương pháp kích thích để kiểm tra. Nhưng bọn họ căn bản cũng không thể kích thích Lý Tử Nhiệm được. Cô cứ chờ xem L. Lý Tử Nhiệm tiến vào thiết, bị cách ly đặc biệt. Tất cả đã sẵn sàng. Chỉ cần chờ đợi cho việc trị liệu bắt đầu. Khởi động thiết bị. Richard hô to. Thiết bị nhanh chóng được khởi động, bắt đầu kiểm tra đo lường ý thức của Hứa Chính Kiệt. AHHHTL. Ngay từ đầu, Lý Tử Nhiệm đã hét lên một cách cuồng loạn. Cái gì, thực sự có thể sao? Văn Hy và tất cả mọi người đều choáng váng. Richard tựa như một nhà ảo thuật, anh ta muốn Lý Tử Nhiệm đau đớn thì cô sẽ đau đớn, muốn cô yên tĩnh thì cô sẽ yên tĩnh. Cô ta cảm giác có hy vọng. Gia tăng, nhanh hơn. Richard tiếp tục hô. Kiểm tra đo lường biên độ cực đại, tần suất nhanh hơn. Lý Tử Nhiệm tựa như phát điên. Nếu không phải anh ta đã sớm khống chế cô tốt, phỏng chừng toàn bộ bệnh viện sẽ bị lật ngược. AHHHTL. Tiếng kêu thảm thiết của Lý Tử Nhiệm càng lúc càng lớn. Tiếng hét của cô dọa nhóm người của Văn Hy run bần bật, chuyện này không có sao. Chứ? Cô ta vội vàng dò hỏi. Sẽ không, ngay cả một vị cường giả thất trọng thiên cũng không mở được bộ thiết bị cách ly này. Richard lắc đầu. Mắt thấy hành động của Lý Tử Nhiệm càng lúc càng lớn, trong tròng mắt của Richard hiện lên một tia điện cuồng. Trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có anh ta biết mình đang làm gì. Thật ra chuyện mới vừa phát sinh khiến cho Richard lập tức hiểu rõ tất cả mọi thứ. Tại sao Hứa Chính Kiệt biến mất mà vẫn còn ý thức? Tại sao Lý Tử Nhiệm rõ ràng không có việc gì mà lại nhiều lần xuất hiện loại tình huống này? Thật ra trong lúc đó, hai người đã bí mật liên lạc với nhau, thậm chí có thể nói là bọn họ sống công sinh với nhau. Không sai, Hứa Chính Kiệt đã chết, chết một cách triệt để. Thân thể bằng xương bằng thịt của anh ta trước đây đã biến mất từ lâu. Bây giờ thể năng lượng thuần khiết đã bị đánh bại trong tích tắc. Hoàn toàn không có khả năng tái sinh. Về phần tại sao ý thức vẫn tồn tại, đó là bởi vì một bộ phận ý thức của Hứa Chính Kiệt tồn tại trong đầu của Lý Tử Nhiệm. Hứa Chính Kiệt có thể đã chuyển đổi ý thức thành thông tin và được truyền đến đại não của Lý Tử Nhiệm. Trước khi các hạt va chạm vào nhau, Hứa Chính Kiệt tiến hành thực nghiệm đưa ý thức của mình vào trong đầu của Lý Tử Nhiệm, sau đó anh ta khống chế cô và biến cô trở thành một con rối. Có thể anh ta đã thất bại trong những giây phút cuối cùng. Mặc dù thất bại, thế nhưng phần lớn ý thức của Hứa Chính Kiệt đã được chuyển hóa thành tin tức và được chuyển vào đầu của Lý Tử Nhiệm. Hoặc nhiều hoặc ít, trong đầu của cô có ý thức của người thứ hai. Đây là một việc cực kỳ đáng sợ, đây chính là nguyên nhân tại sao Lý Tử Nhiệm lại đau đầu. Trong căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long, vì sao trong đầu của Lý Tử Nhiệm lại hiện ra hình ảnh của các phòng thí nghiệm khác nhau? Cô vốn dĩ chưa từng đến bất cứ phòng thí nghiệm nào. Tại sao có thể có những hình ảnh của các phòng thí nghiệm này? Đây căn bản là ký ức của Hứa Chính Kiệt. Vì sao khi đám người của Richard tiến hành kiểm tra đo lường ý thức của Hứa Chính Kiệt thì Lý Tử Nhiệm sẽ bị đau đầu? Đó là bởi vì ý thức của Hứa Chính Kiệt ở trong đầu của Lý Tử Nhiệm, vì vậy bọn họ mới phải kích thích đại não của Lý Tử Nhiệm. Bởi vậy, người của Richard sẽ nhận được các tín hiệu không liên tục ngay sau đó. Đó là khi hai ý thức trong não của Lý Tử Nhiệm kích thích lẫn nhau, khi thì mạnh khi thì yếu.
Có đôi khi ý thức sẽ không tồn tại, đó là bởi vì Lý Tử Nhiệm đã ngủ mê man rồi. Lý Tử Nhiệm phát tác triệu chứng này cũng là bởi vì ý thức của Hứa Chính Kiệt tồn tại, đè ép kích thích thần kinh trong não bộ của cô. Hai ý thức cùng nhau tồn tại trong đầu, va chạm và kích thích nhau, cho nên lúc này Lý Tử Nhiệm mới có thể trở nên như vậy. Thậm chí Lý Tử Nhiệm thường xuyên làm một vài hành động kỳ lạ, điều này phóng đại việc tính cách của Lý Tử Nhiệm đã thay đổi. Đây là nguyên nhân tại sao mà Lý Tử Nhiệm lại thay đổi như thế hiện nay, chỉ có một mình Richard biết. Anh ta cũng là căn cứ vào sự phát hiện một cách ngẫu nhiên. Hứa Chính Kiệt mà anh ta muốn tìm đã chết, nhưng ý thức vẫn còn trong đầu của Lý Tử Nhiệm. Đây là biện pháp duy nhất để khiến cho Hứa Chính Kiệt trở về, cách thức chính là để cho ý thức của Hứa Chính Kiệt xâm chiếm đại não của Đào Lê Nguyên. Cái này nói thì dễ, nhưng khi làm thì còn khó hơn lên trời. Khó có thể được. Nếu như Richard đưa Lý Tử Nhiệm đến nước Chiến Ưng, chậm rãi nghiên cứu thì mới có thể. Nhưng Văn Hy lại không đồng ý. Kế hoạch của Richard đã thất bại, như vậy anh ta chỉ có được ăn cả ngã về không? Sử dụng trình độ kích thích lớn nhất cho đại não của Lý Tử Nhiệm. Điều này sẽ khiến cho ý thức của Hứa Chính Kiệt chiếm thế chủ đạo. Và sẽ khiến cho ý thức của Lý Tử Nhiệm hoàn toàn hỗn loạn. Cho dù kết quả có như thế nào thì Richard đều sẵn lòng được nhìn thấy. Kích thích càng mạnh thì Lý Tử Nhiệm càng đau khổ. Lý Tử Nhiệm nổi điên tựa như một con thú hoang. Âm ầm. Lúc này mặt đất đang rung động, tất cả mọi người đều chấn động. Ngay cả Richard cũng có một dự cảm xấu trong lòng. Anh ta sợ hãi. Khoác lên mình bộ áo giáp tàng hình. Lớn nhất. Richard ra lệnh. Thiết bị được điều chỉnh đến trạng thái lớn nhất. Anh ta dùng cường độ kích thích lớn nhất lên người Lý Tử Nhiệm. Văn Hy cũng cảm giác nếu như cứ tiếp tục như vậy thì đầu của Đoàn Lệ Nguyên sẽ bị nổ ra. Bọn họ muốn ngăn cản. Đừng có ngăn cản, thắng bại dựa vào hành động này. Richard hô to. Mọi người chỉ có thể nhìn thiết bị được điều chỉnh đến mức kích thích lớn nhất. Trong lòng của Văn Hy hiện lên dự cảm không tốt. Cô ta hiện tại lại không phán đoán được là tốt hay là xấu. Ngay lúc này, mau chóng nhìn xem. Richard cũng lớn tiếng hô. A-H-H-H-T-L. Khi sự kích thích lên đến cực đại, tiếng hét của Lý Tử Nhiệm càng ngày càng mạnh. Dầm, rắc. Đột nhiên, phòng bệnh trực tiếp nổ tung. Thiết bị cách ly trực tiếp nổ tung. Chia 5 xẻ 7, kể cả phòng bệnh cũng đều nổ tung. Mọi người cũng bật người tránh né. Nếu không phải Văn Hy ngăn chặn những dao động lan tràn sang xung quanh thì toàn bộ bệnh viện đã bị san bằng. Đôi mắt của Richard đầy vẻ khó tin. Lý Tử Nhiệm có thể phá hủy thiết bị cách ly mà cường giả thất trọng thiên không thể mở được. Cô cũng quá kinh khủng đi. Richard cũng không lường trước được chuyện này. Đây là thế nào, thành công hay thất bại? Lý Tử Nhiệm, Văn Hy hô lớn. Cô ta cố sức xua tan làn khói dày đặc, sau đó bật người kiểm tra tình huống của Lý Tử Nhiệm. Hả, trong giây kế tiếp, Văn Hy bỗng nhiên dừng bước lại, sắc mặt của cô ta thay đổi. Bởi vì cô ta cảm nhận được một khí tức khiến cho người khác sợ hãi. Khí tức này khiến cô ta nhịn không được mà dùng mình một cái. Kinh khủng, vô cùng kinh khủng. Tựa như ác ma tới từ địa ngục. Sau khi làn khói đặc tan đi, cô ta mơ hồ thấy một đôi mắt đỏ rực tựa như một con thú hoang. Không chỉ là một mình Văn Hy cảm nhận được loại khí tức đáng sợ này. Ngay cả Richard và những người khác cũng cảm nhận được khí tức kinh khủng đó. Richard có cảm giác loại khí tức này tựa như được tỏa ra từ một sinh vật khủng khiếp đang thử nghiệm trong phòng thí nghiệm bí ẩn nhất của nước Chiến Ưng. Cái loại khí tức này khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Chuyện này. Lẽ nào cô đã trở thành quái vật? Văn Hy còn chưa kịp tự hỏi thì cô ta đột nhiên cảm nhận được bản thân đã trở thành đối tượng bị công kích. Oanh, Lý Tử Nhiệm xuất hiện ở trước mặt của Văn Hy nhanh như một tia chớp. Văn Hy tận lực chống đỡ phanh. Văn Hy chỉ cảm thấy mình bị một lực lượng tựa như một ngọn núi đè lên. Ha hét. Văn Hy bị đá bay ra ngoài, hai chân của cô ta cắm sâu vào trong đất, tạo thành hai dấu vết rất sâu trên mặt đất. Văn Hy chỉ dừng lại khi bay xa hơn 100 mét. Chấn động. Vô cùng chấn động. Bây giờ Văn Hy không giống với người bình thường, cô ta giống như một siêu nhân nữ, bản thân cô ta có một siêu năng lực rất đáng sợ. Nhưng mặc dù như thế, Văn Hy lại bị đánh bay. Ra ngoài. Chuyện này cũng đủ thấy Lý Tử Nhiệm kinh khủng đến cỡ nào. Cái này. Một sự khó tin xẹt qua mắt của Văn Hy. Trước đó cô ta đã có đánh giá về sức mạnh của bản thân. Thực lực của cô ta có thể tùy tiện đánh bại một cường giả bát trọng thiên.
thực lực của cô ta đủ để đè bẹp mấy cái tên đứng đầu trong thiên bảng. Nó chỉ là một đánh giá ước tính. Thậm chí cô ta còn mạnh hơn một chút. Nhưng cô ta vẫn không chống đỡ Lý Tử Nhiệm được. Vậy thì cô phải mạnh đến mức nào? Đám người của Richard càng sửng sốt. Cô cũng thật là đáng sợ. Richard muốn biết rốt cuộc bây giờ cô là ai? Là Hứa Chính Kiệt đang điều khiển thân thể này? Hay là Lý Tử Nhiệm đang điều khiển? Không đợi anh ta làm xong công tác tự hỏi thì Lý Tử Nhiệm đã tràn sát khí và lao tới chỗ anh ta. Hi hi. Hi hi. Lý Tử Nhiệm tựa như một ma vương, gặp người nào giết người đó, có không biết bao nhiêu cấp dưới của Richard bị cô xé rách. Richard đứng một bên khởi động cái nút, anh ta mặc cơ giáp đặc chế vào. Một bên nói với Lý Tử Nhiệm, cô là ai? Cô là Hứa Chính Kiệt hay Lý Tử Nhiệm? Hả? Lý Tử Nhiệm hừ một tiếng. Tôi đương nhiên là Lý Tử Nhiệm. Cô trả lời theo bản năng. Nhưng giọng nói của cô lạnh lùng và không có một chút tình cảm nào, tựa như huyết ma vương. Đây căn bản không phải là giọng nói của Lý Tử Nhiệm. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Là cô ấy sao? Đám người của Văn Hy cảm nhận được sự kinh khủng. Lúc này Diệp Lâm Quân mang theo chuột đồng đi tới Kinh Thành. Anh cũng nghe được tin tức, cô chủ của nhà họ Văn đang gửi lời mời cho những thầy thuốc thiên tài trên khắp thế giới. Anh điều tra một chút biết được cô chủ của nhà họ Văn chính là Văn Hy. Về phần người nào bị bệnh thì anh không biết, nhưng căn cứ vào tin đồn thì đó là một cô gái. Đó không phải là Lý Tử Nhiệm sao? Ở bệnh viện nào? Diệp Lâm Quân vốn muốn tra hỏi chuột đồng. Có thể nghe được tin tức về Lý Tử Nhiệm thì anh sẽ không muốn điều gì khác. Anh chạy thẳng đến bệnh viện tư nhân của nhà họ Văn. Có thể tra hỏi chuột đồng sau. Hiện tại Lý Tử Nhiệm có thể đang bị bệnh, Diệp Lâm Quân phải gặp được cô trước. Chuột đồng không quan trọng. Diệp Lâm Quân bắt đầu chạy như điện. Cùng lúc đó, những cao thủ truy đuổi Diệp Lâm Quân cũng đang dần khép lại vòng vây. Đồng thời bọn họ cũng nhanh chóng xác định hướng đi của Diệp Lâm Quân. Trong bệnh viện tư nhân của nhà họ Văn, Lý Tử Nhiệm đang ra tay giết người vô cùng khủng khiếp. Hầu như người bên cạnh Richard đã ngã xuống. Richard cũng xác định được tương đối rồi. Người trước mắt không phải là Lý Tử Nhiệm, cũng không phải Hứa Chính Kiệt. Tính cách cô thay đổi quá lớn. Cô đã biến thành một ác ma, một con quái vật. Hoàn toàn không ngăn cô lại được. Rút lui, mau rút đi. Richard vội vàng hét to lên. Anh ta và hai người chủ chốt khởi động cơ giáp bỏ chạy vào thời khắc quan trọng nhất. Cho dù có điều hối tiếc, nhưng Richard đã đạt được mục đích rồi. Anh ta kích thích Lý Tử Nhiệm biến thành một con quái vật thế này, bất kể là đối với Diệp Lâm Quân hay Lạc Việt, đây đều là tai họa lớn. Bây giờ Văn Hy đã nhìn rõ bộ mặt của Richard rồi. Nhưng cô ta không thể bỏ đi. Cô ta phải ngăn Lý Tử Nhiệm lại. Lý Tử Nhiệm đã điên cuồng một cách triệt để. Cô quay cái bệnh viện này rối tung cả lên. Chỗ nào cũng là đống đổ nát, Văn Hy dùng toàn bộ sức lực đi ngăn cản Lý Tử Nhiệm. Người cô ta máu me be bét, trên cơ thể có vô số vết thương. Nhưng cũng may Văn Hy có siêu năng lực phục hồi vết thương nhanh chóng, vết thương sẽ khỏi rất nhanh. Chỉ có như thế, cô ta mới miễn cưỡng rằng co với Lý Tử Nhiệm. Đúng lúc đó, Diệp Lâm Quân dẫn chuột đồng tới bệnh viện. Anh bị cảnh tượng phía trước làm giật mình. Lại thấy hai người đánh nhau túi bụi, Diệp Lâm Quân càng hoảng hốt hơn. Đây không phải Văn Hy và Lý Tử Nhiệm sao? Hai người họ, một người là người bình thường, người kia là võ giả hơi mạnh một chút. Sao lại trở nên lợi hại như vậy? Thế này thì quá khủng bố rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Lâm Quân hét lớn. Văn Hy lập tức đáp lại, Diệp Lâm Quân, mau ngăn cô ấy lại. Cô ấy biến thành quái vật rồi. Cái gì? Diệp Lâm Quân ngạc nhiên và sợ hãi. Lý Tử Nhiệm điên cuồng nghe thấy ba chữ Diệp Lâm Quân thì đột nhiên đôi mắt đỏ ửng lên thành màu máu, giống như đang chảy máu vậy. Cơ thể cô run rẩy, nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm Quân, trên người tỏa ra lệ khí ngập trời. Dường như ba chữ này ẩn chứa một loại ma lực nào đó, vừa nhắc tới thì kích thích mạnh đầu óc Lý Tử Nhiệm. Vừa nãy Lý Tử Nhiệm đã phát cuồng đến mức độ kinh khủng lắm rồi. Không ngờ nghe thấy tên Diệp Lâm Quân thì cô lại càng điên cuồng hơn. Khí thế khủng khiếp trên người tăng vọt gấp. Mấy chục lần. Văn Hy sợ ngây người. Nếu như bây giờ cô ta đối đầu với Lý Tử Nhiệm thì e rằng cô ta sẽ bị xé sống luôn, không có bất cứ cơ hội nào để vết thương khép lại. Cô ta rất tò mò,
vì sao Lý Tử Nhiệm vừa thấy Diệp Lâm Quân lại rơi vào trạng thái cuồng bạo một cách cực đoan nhất thế này. Cứ như vừa gặp được kẻ thù không đội trời chung vậy. Cô hận không thể lột da, ăn thịt, uống máu Diệp Lâm Quân. Đây là chồng của cô mà. Sao cô lại như vậy? Cô ta không biết, giây phút này, trong đầu Lý Tử Nhiệm chỉ có một ý nghĩ duy nhất, giết Diệp Lâm Quân. Đây là suy nghĩ trong tiềm thức của cô. Dường như mục tiêu duy nhất cả cuộc đời cô chúng là đánh giết Diệp Lâm Quân. Vì thế, khi nghe thấy tên Diệp Lâm Quân, cô mới có phản ứng lớn như thế. Ánh mắt Lý Tử Nhiệm ghim chặt lên người Diệp Lâm Quân, quan sát tỉ mỉ, giống như khóa chặt Diệp Lâm Quân lại. Diệp Lâm Quân, giết! Giọng nói vô tình, lạnh lùng của cô cất lên rồi cô xông thẳng tới chỗ Diệp Lâm Quân. Hả? Diệp Lâm Quân cũng ngây người. Lý Tử Nhiệm muốn giết anh sao? Còn có khí tức kinh khủng như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Lâm Quân không kịp suy nghĩ nữa. Một cú đấm mạnh mẽ của Lý Tử Nhiệm giáng xuống. Diệp Lâm Quân chỉ định đỡ tượng trưng thôi. Kết quả, cả người anh bay vù ra ngoài. Trực tiếp làm sập một tòa nhà cạnh đó. Diệp Lâm Quân trợn tròn mắt. Mạnh như vậy sao? Chuyện này. Rốt cuộc Lý Tử Nhiệm đã trải qua chuyện gì? Sao cô lại biến thành thế này? Thật không thể tưởng tượng nổi. Anh nghiêm túc lên, bây giờ cô ấy chỉ muốn giết anh, thực lực của cô ấy siêu mạnh. Anh cần phải khống chế cô ấy trước. Tiếng nhắc nhở của Văn Hy vang lên bên tai Diệp Lâm Quân. Nhất định Diệp Lâm Quân phải chết. Lý Tử Nhiệm gào thét, xông lên giết Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân không thể chấp nhận nổi điều này, người mình yêu nhất lại muốn giết mình. Chuyện này. Diệp Lâm Quân, anh bình tĩnh lại đi. Văn Hy vội vàng chạy đến trước mặt Diệp Lâm Quân, khiến anh ngã nhào sang một bên. Lý Tử Nhiệm vọt tới, đập ra một hố sâu to gần bằng quả bóng rổ. Bây giờ cô ấy không nhận ra ai hết, cô ấy chỉ muốn giết anh. Anh phải tỉnh táo lên, chúng ta cố gắng khống chế cô ấy trước đã. Không cần phải sợ sẽ làm cô ấy bị thương. Chưa chắc chúng ta đã là đối thủ của cô ấy. Văn Hy khuyên nhủ. Ừ, được. Diệp Lâm Quân ổn định cảm xúc. Lý Tử Nhiệm lại xông tới. Lần này, Diệp Lâm Quân muốn đối đầu trực diện với Lý Tử Nhiệm. Hai người vừa chạm vào nhau lại tách ra ngay, mỗi người lui về sau hơn 100 bước, dưới chân là đống mảnh vỡ. Mạnh! Thực sự quá mạnh! Văn Hy hoảng sợ đây chính là người đứng thứ hai thiên bảng sao? Thế mà lại hòa với Lý Tử Nhiệm. Lê Nguyên, tỉnh lại đi, em nhìn xem anh là ai? Anh là Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân nói to, hơn, muốn để Lý Tử Nhiệm tỉnh lại. Nhưng Lý Tử Nhiệm nghe thấy tên anh, nhìn rõ mặt mũi của anh thì càng điên cuồng hơn. Giết! Sát ý trên người Lý Tử Nhiệm càng nồng đậm hơn. Sức chiến đấu càng thêm khủng bố rầm rầm rầm. Diệp Lâm Quân đối chiến với Lý Tử Nhiệm, hai người đánh nhau túi bụi. Càng đánh Diệp Lâm Quân càng hãi hùng. Lý Tử Nhiệm quá mạnh rồi. Rốt cuộc cô đã trải qua chuyện gì? Quái vật đánh không chết. Dù sao Diệp Lâm Quân vẫn nương tay. Đây là vợ anh, sao anh có thể nỡ lòng dùng toàn lực được chứ? Nhưng Lý Tử Nhiệm ra tay điên cuồng, chiêu nào cũng là chiêu muốn lấy mạng đối phương, toàn nhắm vào chỗ hiểm yếu của Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân dùng cách di chuyển tỉnh vi và ảo diệu của bản thân để né tránh hành vi đánh giết của Lý Tử Nhiệm. Anh đang nghĩ cách, làm thế nào để khống chế Lý Tử Nhiệm? Coi chừng cô ấy giúp tôi. Diệp Lâm Quân nhờ Văn Hy trông chuột đồng giúp mình. Anh muốn đổi phó Lý Tử Nhiệm. Biện pháp của anh chính là làm tiêu hao. Ma ảnh phân thân. Đây là lần thứ hai anh sử dụng loại thân pháp này. Trước mắt Lý Tử Nhiệm xuất hiện rất nhiều phân thân, cô hoàn toàn không bắt được người thật. Giết! Lý Tử Nhiệm điên cuồng chém giết. Bắt đầu đánh với từng phân thân của Diệp Lâm Quân mội. Thấy bộ võ của Diệp Lâm Quân, Văn Hy than thở. Cứ tiếp tục thế này thì đánh đến bao giờ chứ? Rất nhanh sau đó, Diệp Lâm Quân và Văn Hy phát hiện hoàn toàn không có khả năng đánh tới khi Lý Tử Nhiệm kiệt sức. Lý Tử Nhiệm càng đánh càng hăng, hoàn toàn không có chút dấu hiệu của sự mệt mỏi nào hết. Anh không thể nhẫn nhịn nữa, bắt buộc phải ra tay thôi. Văn Hy hét lên. Được, lần này, Diệp Lâm Quân không nương tay nữa. Cứng đối cứng với Lý Tử Nhiệm. Biết thủ thành công. Diệp Lâm Quân tung một cú đánh mạnh mẽ rét ở mồ. Chớp mắt một cái nơi này đã bị lật tung lên. Lý Tử Nhiệm có vẻ bại dưới đòn nặng nề của Diệp Lâm Quân, am. Am âm.
Diệp Lâm Quân thừa thắng xông lên, ra mấy đòn liên tiếp. Lý Tử Nhiệm lùi về sau không ngừng. Trên gương mặt không cảm xúc của cô lộ ra phần ngạc nhiên và hoảng hốt. Có lẽ cô cũng bị sự mạnh mẽ của Diệp Lâm Quân dọa sợ mạnh. Hai mắt Văn Hy phát sáng. Con quái vật Lý Tử Nhiệm không địch lại được. Diệp Lâm Quân còn quái vật hơn cả quái vật. Diệp Lâm Quân không cho Lý Tử Nhiệm bất cứ cơ hội nào, anh muốn đánh gục cô luôn. Đây là cơ hội tốt của anh. Lý Tử Nhiệm bị ép vào đường cùng. Am! Bỗng nhiên, bầu không khí thay đổi. AI Lý Tử Nhiệm gào thét, khí thế tăng vọt. Trên người phát ra sức mạnh không gì địch nổi. Cô vẫn còn sức mạnh tiềm tàng để kích phát Red Âm. Lý Tử Nhiệm giáng một đòn nặng nề về phía Diệp Lâm Quân. Mặc dù Diệp Lâm Quân đỡ lấy nhưng chỉ cảm thấy lồng ngực sôi trào, giống như bị lửa thiêu đốt vậy. Nhưng mà, hiện thực rất tàn khốc, anh đã thất bại. Lý Tử Nhiệm vẫn chưa chịu dừng tay. Cô nghiêng người xông lên, một chiêu chấn động giáng xuống. Phốc! Diệp Lâm Quân không chống đỡ được lần thứ hai, lại bay ngược ra ngoài. Âm! Lý Tử Nhiệm không nể nang chút nào. Xông thẳng về phía Diệp Lâm Quân mà đánh giết. Phốc! Phốc! Diệp Lâm Quân ngã trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, máu tuôn ào ào khỏi miệng. Đây là lần đầu tiên anh bị đánh bại. Thế mà lại bại bởi vợ mình. Rốt cuộc cô bị sao vậy? Thực sự không nhận ra anh sao? Ha ha ha, Diệp Lâm Quân, anh thua rồi. Anh đáng chết, anh chỉ xứng nằm dạp dưới chân tôi mà thôi. Lý Tử Nhiệm nhìn Diệp Lâm Quân, cười lạnh không thôi. Diệp Lâm Quân có thể cảm nhận được sát ý của Lý Tử Nhiệm vô cùng rõ ràng. Xem ra anh, không thể không dùng tới thật cấm kỵ. Văn Hy không thể đọ nổi với sức chiến đấu của Lý Tử Nhiệm lúc này, chỉ hy sinh vô ích thêm mà thôi. Anh chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Đi chết đi. Trong tình huống ngàn cân treo tóc, đột nhiên Lý Tử Nhiệm bùng lên như quả bóng bị xì hơi, sức mạnh tụt xuống không phanh. Phù phùi. Cô loạng choạng ngã xuống đất. Ngất xỉu. Khi ấy, Lý Tử Nhiệm đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Không khác gì với lúc trước cả, không xong rồi, có người đến. Sắc mặt Diệp Lâm Quân thay đổi. Văn Hy, cô dẫn hai người họ đi. Diệp Lâm Quân sắp xếp ngay lập tức. Văn Hy không hỏi gì cả, nhanh chóng đưa Lý Tử Nhiệm và Chuột Đồng đi khỏi đó. Bọn họ vừa mới bước ra khỏi, một giây sau cao thủ khắp nơi tụ lại bao vây chỗ này. Mọi người ngạc nhiên và hoảng sợ trước đống đổ nát trước mặt. Thấy Diệp Lâm Quân thì bị dọa càng sợ hơn. Giống như bọn họ nhìn thấy chuyện khó tin nhất trên đời. Diệp Lâm Quân, quét sạch cường giả trên thiên bảng để trở thành người đứng thứ hai thiên bảng lại bị thương nặng thế này sao? Không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này, đây là Diệp Lâm Quân sao? Hình như phải đó, đúng không nhỉ, sao anh ta lại bị thương nặng đến mức này chứ? Thật không thể tin nổi. Diệp Lâm Quân thất bại ư, ông trời của tôi sắp sụp đến nơi rồi. Mấy chục nghìn cường giả đứng súng lại, trợn tròn mắt nhìn anh. Diệp Lâm Quân thua rồi ư. Tin tức Diệp Lâm Quân bị đánh bại nhanh chóng truyền ra ngoài. Cả Lạc Việt đều khiếp sợ. Toàn thế giới khiếp sợ. Truyền nhân của tà thần thua rồi kìa. Người phía tà thần, những người đi theo Diệp Lâm Quân muốn điên luôn rồi. Diệp Lâm Quân thua, đồng nghĩa với việc tín ngưỡng của bọn họ đã đổ vỡ. Đối với người phía tà thần mà nói, Diệp Lâm Quân không thể thua. Anh chính là đại diện của tà thần Hỏa Vân. Trong từ điển của tà thần Hỏa Vân không có hai chữ thua cuộc. Diệp Lâm Quân không thể thua. Dù chỉ một lần cũng không thể. Mọi người nhìn Diệp Lâm Quân chế nhạo. Diệp Lâm Quân, anh đã từng nghĩ tới chuyện này chưa? Anh cũng có một ngày phải nếm mùi thất bại. Ai đã đánh anh bị thương thảm hại thế này hả? Là ai? Đây là câu hỏi của tất cả mọi người ngay thời khắc này. Là ai đã làm Diệp Lâm Quân bị thương? Là ai đã đánh bại người thừa kế của tà thần? Nhưng hiện trường lại chẳng còn ai, chỉ còn lại mỗi Diệp Lâm Quân. Rõ ràng là người đánh bại Diệp Lâm Quân đã rời khỏi. Xong việc thì phẩy tay bỏ đi, giấu kín công lao và danh vọng cho bản thân. Tốt cuộc là ai đây? Tất cả mọi người đều đang suy đoán rốt cuộc là người nào đã đánh bại Diệp Lâm Quân. Sau một phen thảo luận và suy đoán, mọi người đã xác định được một người, sát thần bố y xếp thứ hai trong bảng Nguyên Thiên. Trước đây đã truyền ra tin tức vị sát thần bố y kia muốn đến thử so tài với Diệp Lâm Quân. Nhưng cuối cùng vẫn không có bất cứ tin tức nào về sát thần bố y. Giờ đây xem ra, khả năng cao là sát thần bố y đã ra tay đánh bại Diệp Lâm Quân,
sau khi xong việc thì bỏ đi. Sát thần bố y vốn là người không màng đến danh lợi. Lý do khiến anh ta ra tay chỉ vì võ đạo lạc Việt, vì không để tà ma làm loạn. Rõ ràng đã có thể xác định được chính sát thần bố y là người đánh bại Diệp Lâm Quân. Người đàn ông trấn áp cả một thời đại, đám con trời bị thể lực tà thần giam cầm khi nghe thấy tin Diệp Lâm Quân thất bại, bọn họ đều vui mừng khôn xiết. Đặc biệt là Lâm Phi Dương, anh ta hưng phấn đến nỗi lớn tiếng hét, Diệp Lâm Quân, cuối cùng là anh cũng thất bại rồi. Anh cũng có ngày này, rồi anh sẽ phải chịu đựng kết cục thảm khốc nhất, những người còn lại cũng hô hoán theo Lâm Phi Dương. Chỉ có sắc mặt của hai người Phó Bình và Ninh Y Nhiên khá u ám. Nghe thấy Diệp Lâm Quân thất bại, lại còn bị trọng thương, hai người chẳng những không hề vui mừng mà còn cảm thấy có chút lo lắng. Trong suốt khoảng thời gian này, bọn họ phát hiện thật ra Diệp Lâm Quân không hề xấu xa. Thậm chí anh không hề tệ chút nào. Ngoại trừ đám người Đoàn Minh Nhân tự tìm đường chết ra thì Diệp Lâm Quân không hề làm tổn thương đến những người còn lại. Cho dù là trong trận chiến ở núi Thiên Đan, Diệp Lâm Quân chỉ đánh bị thương những võ giả lạc Việt, nhưng chưa từng giết qua bất cứ ai. Bọn họ tuy bị bắt tới đây trong thời gian dài như thế nhưng Diệp Lâm Quân và những cấp dưới khác đều chưa từng gây khó dễ cho bọn họ. Cho dù là Lâm Phi Dương luôn kiêu ngạo la hét cũng không ai làm anh ta bị thương, chứ đừng nói đến chuyện giết anh ta. Diệp Lâm Quân như thế, anh ta cũng dặn dò tất cả thuộc hạ của mình cũng không được phép làm tổn thương đến bọn họ. Thậm chí còn không cho huyết tà thần uống máu người, còn ra quy định cho 7 vị tà thần, không cho phép họ giết người, không được làm hại người. Đối xử với hai người bọn họ thì càng tốt hơn thế, một người như thế làm sao có thể là tà thần. Nếu như anh ta thật sự là tà thần thì thân thể trong trắng của hai người còn có thể giữ lại sao? Cái mạng sống của bọn họ sớm đã không còn nữa rồi. Vì thế hiện tại khi nghe thấy tin không lành của Diệp Lâm Quân, hai người Phó Bình và Ninh Y Nhiên cảm thấy lo lắng không yên. Bọn họ hy vọng rằng Diệp Lâm Quân sẽ không xảy ra chuyện gì. Mặc dù hai người biết Diệp Lâm Quân là người thừa kế của tà thần. Nhưng trong lòng hai người lại vô cùng mâu thuẫn. Phó Bình, hai người nghe thấy chưa? Diệp Lâm Quân thất bại rồi. Anh ta sắp chết rồi. Chúng ta sẽ nhanh chóng được thoát khỏi đây. Bị nhốt ở cái nơi này tôi đã chịu đựng đủ. Lâm Phi Dương phấn khởi mà lớn tiếng nói với hai người. Chỉ có hai người Phó Bình không hề quan tâm đến lời của anh ta, thậm chí còn cảm thấy Lâm Phi Dương thật phiền phức. Diệp Lâm Quân không hề nhốt bọn họ mà. Chắc chắn là sát thần bố y rồi. Có cơ hội, tôi muốn nhận anh như ta làm sư phụ. Lâm Phi Dương vui mừng hớn hở nói. Thế lực Đông Ca vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy tin tức này. Diệp Lâm Quân bị đánh bại sao? Đây không thể nào. Họ vừa mới phái võ sĩ mà đi giết chuột đồng, Diệp Lâm Quân đã thất bại rồi sao? Sau khi về nghe ngóng tin tức ở WeChat của nước Chiến Ưng, bọn họ cũng sửng sốt. Nhưng rất nhanh phản ứng lại. Diệp Lâm Quân thua dưới tay Lý Tử Nhiệm sao? Khóe miệng WeChat toát lên nụ cười quỷ dị. Mục đích của anh ta đã đạt được. Bây giờ Diệp Lâm Quân bị cao thủ Thiên Sách phủ vây đánh, thân thể vốn đã bị thương, giờ đây anh ta chắc chắn chỉ còn con đường chết. Diệp Lâm Quân chết rồi, Lý Tử Nhiệm cũng điên mất. Một kết cuộc quá tốt. Tại một bệnh viện hoang tàn. Xung quanh Diệp Lâm Quân ngày càng bị bao quanh bởi nhiều người. Càng ngày càng có nhiều người chạy đến sau khi nghe tin, ba tầng bên trong ba tầng bên ngoài. Tất cả mọi người đều muốn tận mắt nhìn thấy vị tà thần thất bại như thế nào. Là sát thần bố y đã đánh bại Diệp Lâm Quân. Hoan hô sát thần bố y. Tôi mong sẽ được gọi là thời đại bố y một. Đám người thiên long của Thiên Sách phủ nhanh chóng chạy đến. Diệp Lâm Quân anh mau khoanh tay chịu trói đi, ngoan ngoãn theo chúng tôi về. Diệp Lâm Quân lại tươi cười, các người thật sự cảm thấy có thể bắt được tôi sao? Nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của Diệp Lâm Quân, là bởi vì anh muốn kiểm tra xem Lý Tử Nhiệm rốt cuộc mạnh đến đâu. Anh sử dụng thân pháp và tốc độ hoàn toàn có thể tránh né, để không bị thương. Sử dụng thuật cấm kỳ hoàn toàn có thể xử gọn Lý Tử Nhiệm. Với lại, tuy rằng Văn Hy dặn anh phải dốc hết sức mình, nhưng Diệp Lâm Quân cuối cùng vẫn nương tay với Lý Tử Nhiệm. Đó là vợ anh mà. Làm sao anh có thể dốc hết sức đánh chứ? Với tình hình như thế này, anh làm sao có thể thua được? Nhưng anh đích thực đã bị thương. Nhưng vết thương này và vết thương lần trước là hai khái niệm khác nhau. Hửm. Câu nói này khiến gần 100.000 người đang có mặt tại đây được một phen ngơ ngác. Ý của Diệp Lâm Quân là gì đây? Anh ta đã bị thương thành ra thế này. Thái độ còn đám ngông cuồng như thế sao?
thật sự là chẳng xem ai ra gì. Diệp Lâm Quân anh đừng có mà ở đây ngông cuồng, anh đã thua cho sát thần bố y, anh vô dụng. Đúng, không sai, đừng nói là bây giờ anh đã bị thương, cho dù không bị thương thì sát thần bố y vẫn có thể đánh bại anh một lần nữa, anh chẳng phải cũng phải ngoan ngoãn mà nghe lời sao. Hãy nghe lời khuyên của tôi, ngoan ngoãn mà theo chúng tôi về Thiên Sách Phủ đi, như thế mới không phải chịu sự đau đớn về thể xác. Mọi người tiếp tục khuyên răn. Diệp Lâm Quân miễn cưỡng bò lên rồi ngồi xuống đất. Khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh bi mà nhìn mọi người. Diệp Lâm Quân chắc anh không phải đang nghĩ rằng bản thân có thể thoát khỏi vòng vây giữa bao nhiêu người ở đây chứ? Anh đừng có ở đó mà nằm mơ giữa ban ngày. Hiện nay, những cao thủ nòng cốt trong Thiên Sách Phủ và cả tộc Bảo Long đều đang tập trung ở đây. Bố trí thiên la địa võng ở khắp nơi trong kinh thành, Diệp Lâm Quân không thể nào có thể thoát khỏi đây. Trước tiên đừng nói đến chuyện này, tôi có một chuyện muốn nói với các người. Diệp Lâm Quân đột nhiên nói. Anh bớt nói những lời nhảm nhí lại đi, đây là kế hoãn binh của anh phải không? Đám người Thiên Long tức giận mà giống lên. Khoan đã, để anh ta nói. Một giọng nói vang lên. Bốn người Thiên Long cung kính gật đầu, liền lập tức lui sang một bên. Bốn người Thiên Long đến từ ám các của Thiên Sách Phủ, chủ yếu phụ trách xử lý những chuyện khẩn cấp và các loại tình báo khác nhau của Lạc Việt. Nói chung, chính là tất cả những chuyện lớn nhỏ trong phạm vi liên quan đến Thiên Sách Phủ đều do ám các phụ trách. Người thốt ra lời nói kia chính là phó các chủ của ám các, biệt hiệu là Hắc Báo. Chức cao quyền trọng, là người trên cơ đám người Thiên Long. Anh ta đã lên tiếng thì mọi người tất nhiên phải nghe theo. Nói đi, tôi cũng muốn nghe thử. Phó các chủ Hắc Báo nhìn Diệp Lâm Quân. Ngay cả những người có mặt tại đây cũng khen ngợi Thiên Sách Phủ. Diệp Lâm Quân bây giờ là một ác thần, nên gia đình của anh cũng phải được chăm sóc. Hợp lý mà nói thì gộp tất cả vào cùng một chỗ mà giết hết. Nhưng trên thực tế, hoàn toàn không phải như vậy. Trọng điểm là câu nói cuối cùng của gã. Để Diệp Lâm Quân đến thăm đứa nhỏ và mẹ anh. Câu nói này có ý nghĩa rất sâu xa. Bề ngoài, họ nói với Diệp Lâm Quân rằng họ tốt với ba người kia như thế nào. Nhưng thực ra họ đang cảnh báo anh rằng mẹ và con của anh đang ở trong tay họ và vẫn chưa bắt buộc phải đi vào khuôn phép. Đây là mối đe dọa trá hình. Diệp Lâm Quân, mẹ của con của anh nằm trong tay chúng tôi. Anh có dám làm trái ý của chúng tôi không? Diệp Lâm Quân bất lực nói, được, tôi muốn nhìn thấy mẹ và đứa nhỏ. Không còn cách nào khác. Diệp Lâm Quân hiểu ý họ nhưng vẫn phải chấp nhận. Rốt cuộc, anh cũng không thể giỡn chơi với tính mạng của mẹ mình của bé Quân được. Anh phải chắc chắn rằng mẹ anh vẫn ổn. Về phần Lý Tử Nhiệm, đây cũng là một vấn đề đau đầu. Nhưng mà hiện tại Văn Hy đang chăm sóc anh, nói chung anh cũng hiểu được thực lực của Văn Hy, rất mạnh. Không có ai ở trong ba người đứng đầu thiên bản là đối thủ của cô ấy. Tiếp theo, Diệp Lâm Quân sẽ lại để lại dấu vết. Bảy vị tà thần nhìn thấy chúng chắc chắn sẽ hiểu ý anh. Bây giờ anh sẽ đi đến Thiên Sách Phủ trước, tốt nhất là giải cứu ba người đám bé Quân ra đã. Hiện tại tình hình đang rất khẩn cấp. Thứ nhất, tình hình của Lý Tử Nhiệm vẫn không rõ. Thứ hai, kế hoạch thứ hai mà Chuột Đồng đã nói. Mọi thứ đều đang vô cùng khẩn cấp. Không cho phép Diệp Lâm Quân cầu thả một chút. Nào, đưa Diệp Lâm Quân đi, ngày khác rồi thông báo kết quả xử lý sau. Phó các chủ ra lệnh, bốn người Thiên Long lập tức tiến lên và mang Diệp Lâm Quân đi. Trước 100.000 người, Diệp Lâm Quân đã bị bắt bởi Thiên Sách Phủ. Ha ha, thật hả lòng hả dạt. Truyền nhân của tà thần đã bị bắt, thế lực của tà thần đã sụp đổi. Hôm nay là một thời khắc tươi sáng của Lạc Việt. Khán giả nổ ra những tràng pháo tay như sấm. Tin tức rằng hậu duệ của tà thần, người đứng thứ hai trong danh sách xếp hạng, đã bị bắt giữ thành công bởi Thiên Sách Phủ được lan truyền khắp nơi. Lạc Việt đang sôi lên. Cả thế giới đều đang sôi sục. Những người tự cho mình là đứng đắn thì lại càng phấn khích. Các biểu ngữ lại được kéo lên, cờ hoa rực rỡ được dựng lên, chiêng trống lại nổi lên. Khắp nơi đang ăn mừng việc diệt trừ được đại ma đầu Diệp Lâm Quân. Từ xưa đến nay, ác ma bất khả chiến bại. Các người đã nhìn ra số phận cuối cùng của ác ma chưa? Từng người trong bọn họ còn chưa quỳ xuống thứ tội. Vậy thì Thiên Sách Phủ sẽ tiêu diệt từng người một. Ha ha, ngay cả Diệp Lâm Quân cũng có thể bị bắt lại. Chẳng lẽ là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Tất cả các bên bắt đầu réo gọi tà thần do bảy vị tà thần lãnh đạo. Ha ha, Diệp Lâm Quân cuối cùng cũng có ngày này.
Cả Richard và thế lực môn đều nghe tin Diệp Lâm Quân thất thủ và bị bắt. Tất cả đều rất vui mừng. Richard đã mang những thứ từ Lạc Việt trở lại nước Chiến Ưng. Không ai hay biết, các lực lượng của thế lực đông đảo sẽ bắt đầu kế hoạch điên rồ thứ hai của họ vào giây phút cuối cùng. Về phần Văn Hy, cô ta đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Lý Tử Nhiệm và Chuột Đồng cố tình đến một nơi bí mật để ẩn nấp. Lê Nguyên, cô bị sao vậy? Văn Hy rất lo lắng hỏi. Lúc này, Lý Tử Nhiệm đột nhiên mở mắt ra. Lê Nguyên, Văn Hy lập tức nảy ra cảnh giác. Cả người làm một tư thế sẵn sàng chiến đấu, như hội tụ tất cả sức mạnh vào làm một. Cô ta hơi sợ Lý Tử Nhiệm, năng lực chiến đấu vừa rồi của Lý Tử Nhiệm khiến cô ta bị sốc. Một khi Lý Tử Nhiệm lại tiếp tục nổi điên lần nữa, cô ta có thể sẽ không thể kiểm soát được tình hình. Chuột Đồng ở bên cạnh cũng tràn đầy kinh hãi. Điều gì sẽ xảy ra nếu Lý Tử Nhiệm phát điên và tát cô ta đến chết? Tư thế của Văn Hy như đang đối mặt với kẻ thù khiến Lý Tử Nhiệm giật mình. Văn Hy .sao vậy? Lý Tử Nhiệm khó hiểu nhìn Văn Hy. Cả người hiền lành đức độ, tính tình hào sảng, rộng rãi. Bộ dạng như quỷ lúc nấy đâu rồi? Văn Hy ngẩn ngơ. Lý Tử Nhiệm lúc nấy là giả, có phải không? Cô ta nghi ngờ là xuất hiện ảo giác. Lê Nguyên cô có sao không? Văn Hy căng thẳng hỏi. Tôi không sao, có chuyện gì vậy? Vừa rồi tôi có mơ một giấc mơ, như thể tôi đang đánh nhau. Lý Tử Nhiệm xoa đầu, suy nghĩ miên man. Nhưng tất cả chỉ là mơ hồ. Căn bản là cô không hề nắm bắt được trọng điểm. Ngay cả hiệu quả chiến đấu của cô ta cũng giảm sút nghiêm trọng, Văn Hy cảm thấy không có nhiều sức mạnh trong người, khác xa so với trước đây. Cô không nhớ được những chuyện vừa xảy ra lực nấy. Văn Hy kinh ngạc hỏi. Người phụ nữ trước mắt thật sự là Lý Tử Nhiệm. Ừ, chuyện gì đã xảy ra? Lý Tử Nhiệm hỏi. Vừa rồi cô đánh nhau với, vài tên xấu xa, rồi ngất xỉu. Văn Hy, vừa muốn nói về Diệp Lâm Quân, lập tức ngậm miệng lại. Vừa nãy khi tên của Diệp Lâm Quân được nhắc đến, thì người phụ nữ này đã phát điên lên ngay lập tức. Cô ta không dám. Nếu cô lại phát điên, ai có thể ngăn chặn nó? Lê Nguyên, cô có cảm thấy có gì không ổn không? Văn Hy hỏi. Lý Tử Nhiệm cẩn thận cảm nhận được, lắc đầu, không có gì bất ổn cả, trước đây trong đầu tôi dường như bị cái gì chặn lại, nhưng hiện tại hoàn toàn không còn nữa. Tôi phải cảm ơn cô. Chính cô là người mời bác sĩ tới giúp tôi chữa lành nói. Ổn thật chứ? Văn Hy không biết nói như thế nào. Với lại căn bản đó không phải là bác sĩ. Đó là để cố tình kích thích Lý Tử Nhiệm. Lê Nguyên, cô có thể nghĩ ra mọi thứ, đúng không? Văn Hy hỏi lại. Đáng ra, tôi đã có một đứa con là bé Quân. Nhưng, chồng của tôi là ai? Làm sao tôi lại không có ấn tượng gì hết, tại sao tôi không thể nhớ được? Tôi không thể nhớ được chồng mình, anh ấy là ai? Lý Tử Nhiệm xoa đầu, lắc lư dữ dội. Toàn bộ ký ức của cô về chồng mình đều như bị ai lấy đi mất. Hả? Điều này khiến Văn Hy sửng sốt. Cô không hề nhớ Diệp Lâm Quân. Chuyện này cuối cùng là như thế nào? Kỳ thực mọi chuyện rất đơn giản. Richard kích thích cưỡng chế não của Lý Tử Nhiệm, khiến hai ý thức va chạm vào nhau một cách dữ dội. Richard ban đầu muốn ý thức của Hứa Chính Kiệt chiếm lấy bộ não của Lý Tử Nhiệm và thống trị cơ thể cô. Nhưng làm sao có thể làm như vậy? Chỉ là một phần ý thức của Hứa Chính Kiệt, cộng với ý chí kiên cường của Lý Tử Nhiệm. Dưới sự kích thích mạnh mẽ, hai ý thức bị cưỡng chế hợp nhất. Lý Tử Nhiệm tự nhiên chiếm ưu thế mặc dù ý thức của Hứa Chính Kiệt đã được hợp nhất, nhưng nó không tồn tại nữa. Nhưng tác dụng phụ là ý thức sau cùng của Hứa Chính Kiệt biến thành hận thù và hòa vào não của Lý Tử Nhiệm. Mà mối hận thù này lại là Diệp Lâm Quân. Tác dụng phụ duy nhất là coi Diệp Lâm Quân như kẻ thù tồi tệ nhất của cô. Theo thuật ngữ phổ thông, nó tương đương với việc cấy một chỉ thị vào não Lý Tử Nhiệm, giết chết Diệp Lâm Quân. Kết quả cuối cùng của việc kết hợp là lòng thù hận trong cô. Thứ nhất, khiến Lý Tử Nhiệm mất hết những mẩu ký ức của cô về chồng cô. Hai là giết Diệp Lâm Quân như kẻ thù. Đây là lý do tại sao Lý Tử Nhiệm đã cố gắng hết sức để giết Diệp Lâm Quân khi cô nghe thấy tên của Diệp Lâm Quân hoặc nhìn thấy Diệp Lâm Quân. Lê Nguyên, bình tĩnh, cô cứ nghỉ ngơi một lát. Văn Hy nhanh chóng xoa dịu Lý Tử Nhiệm. Còn nói về chuyện Diệp Lâm Quân. Việc anh bị bắt bởi Thiên Sách Phủ. Không để anh gặp bé Quân. Thiên Sách Phủ đã lừa dối anh.
phó các chủ của ám các hoàn toàn không đưa Diệp Lâm Quân trở lại Thiên Sách Phủ. Anh đã được đưa đến một nơi bên ngoài thủ đô. Trông giống như một biệt thự nghi dưỡng, nhưng thực chất nó lại là một trong những căn cứ bí mật của Thiên Sách Phủ. Có một hang động bên dưới khu nghỉ mát. Có các cơ quan tình báo, có các cao thủ khác nhau và thậm chí cả những nhà tù địa ngục. Khi đưa đi, Diệp Lâm Quân bị bịt mắt. Khi tháo khăn bịt mắt ra, Diệp Lâm Quân lại thấy mình đang ở trong tù. Nhà tù này được thiết kế rất tốt, về cơ bản không thể thoát ra bên ngoài. Vượt ngục, không thể nào, anh không cho tôi gặp mẹ tôi sao? Người đâu? Diệp Lâm Quân hỏi. Diệp Lâm Quân, đừng quên thân phận của mình, hiện tại anh là tù nhân số 1 của Thiên Sách Phủ. Làm sao có thể cho anh gặp người anh muốn gặp được chứ? Diệp Lâm Quân, nếu anh ngoan ngoãn thì chúng tôi không chỉ có thể cho anh gặp mẹ của con gái anh, mà chúng tôi còn có thể bảo đảm tương lai của bọn họ. Làm sao mà Diệp Lâm Quân không biết được rằng họ đang lừa dối chứ? Nhưng anh không thể làm gì khác được. Nếu như bây giờ anh cứ cố cưỡng chế thì lại càng vô ích, anh thậm chí không biết Thiên Sách Phủ ở đâu. Bé Quân và mẹ của anh vẫn đang gặp nguy hiểm. Kế hoạch hiện tại của anh chỉ có thể là lắng nghe họ. Chỉ cần anh có thể nhìn thấy bé Quân và những người khác, thì Diệp Lâm Quân có thể nắm bắt được mọi chuyện ngay lập tức. Được rồi, tôi nghe anh. Trong trường hợp này, Diệp Lâm Quân chỉ có thể đồng ý. Nào, nhốt anh ta lại. Phó các chủ của ám các ra lệnh. Chẳng mấy chốc, hàng trăm người đến và mang theo 9 sợi xích sắt dày cộp. Cuối cùng, 9 sợi xích đã khóa chặt người Diệp Lâm Quân. Nhìn Diệp Lâm Quân bị 9 sợi xích sắt khóa chặt, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Diệp Lâm Quân sẽ không bao giờ nghĩ rằng đây là khóa xích rông của Thiên Sách Phủ. Theo truyền thuyết, đây là khóa để xích con rông lại. Tất nhiên điều này nghe thì thấy hơi cường điệu. Tuy nhiên, cho đến ngày nay vẫn chưa ai có thể thoát khỏi khóa xích rồng. Không sai, chính khóa xích rồng nổi tiếng của Thiên Sách Phủ đã khóa chặt Diệp Lâm Quân. Theo ghi chép của Thiên Sách Phủ cho đến nay, tổng cộng 78 lần khóa xích rồng đã được sử dụng. Mỗi lần bị mắc kẹt là một người có tai to mặt lớn. Nhưng cũng không có ai thoát ra được, vì vậy, mới có những tin đồn như vậy trong Thiên Sách Phủ. Khóa xích rồng có thể bẩy ngay cả những con rồng thật, huống chỉ là con người. Một khi bị mắc kẹt trong khóa xích rồng, thì sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi nó. Đây là kế hoạch của ám các, họ sẽ không giết Diệp Lâm Quân. Ngay cả khi anh là đại ma đầu, nhốt anh lại có giá trị hơn là giết anh. Vì trong kế hoạch của Thiên Sách Phủ, nhốt anh lại thì ít nhất vẫn có thể biết được bí mật của tà thần Hỏa Vân thông qua Diệp Lâm Quân. Bao gồm cả nơi tà thần Hỏa Vân đã đi và phương pháp tu luyện của tà thần Hỏa Vân. Chỉ cần bọn họ có được những thứ này và tiến hành nghiên cứu ngược lại, thì ngay lập tức có thể tìm ra điểm yếu của tà thần Hỏa Vân và đối phó với chúng. Vì vậy, Diệp Lâm Quân không thể bị giết. Hơn nữa, sự tồn tại của khóa xích rồng đã hạn chế Diệp Lâm Quân. Anh sẽ không còn gì có thể đe dọa bọn họ nữa. Hả? Diệp Lâm Quân đã sớm cảm thấy kỳ lạ. 9 sợi xích này từ từ xuyên vào trong máu thịt của anh, khóa chặt cả xương cốt của anh, đây là... Không ổn. Diệp Lâm Quân nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Nhưng bước này anh nhất định phải đi. Đây cũng là tác dụng đặc biệt của khóa xích rồng, bởi vì nó khiến xương và máu thịt bị khóa lại. Hơn nữa, khóa xích rồng được bao phủ bởi phép thuật của đại sư và các năng lượng khác nhau, cộng với chất liệu của chính dây chuyền, nó liên tục va đập. Hiện tại anh có thể cho tôi gặp người được chưa? Diệp Lâm Quân hỏi. Đừng lo lắng, anh sẽ sớm được gặp lại mọi người. Đám người Đại Long mỉm cười. Diệp Lâm Quân của ngày hôm nay có thể là miếng thịt trên môi của họ, họ có thể ăn bất cứ thứ gì họ muốn. Nhưng bọn họ không thể ăn trực tiếp. Bởi vì, bí mật của tà thần Hỏa Vân vẫn chưa có được. Bọn họ phải giữ Diệp Lâm Quân trước. Trước tiên phải để anh có thể gặp được gia đình của mình. Bây giờ bên ngoài đều đang sôi lên. Diệp Lâm Quân bị bắt bởi Thiên Sách Phủ. Chẳng khác nào chết rồi. Không có gì thú vị hơn thế lực đông đảo và Richard. Bắt đầu kế hoạch thứ hai ngay bây giờ. Thế lực đông đảo cuối cùng cũng chuẩn bị hành động. Diệp Lâm Quân đã bị bắt đi, chuyện này đối với bọn họ mà nói chính là một cơ hội tốt. Một chiến dịch quy mô lớn đang lặng lẽ bắt đầu. Diệp Lâm Quân bị xích long xích khóa lại thì đương nhiên cũng biết dụng ý của bọn họ chính là muốn gây trở ngại cho mình. Nhưng mà có thể nhìn thấy Diệp Lê Quân và mọi người là được rồi. Cũng không biết Lê Nguyên thế nào rồi. Đây cũng là điều mà Diệp Lâm Quân rất lo lắng. Cô ấy quá mạnh mẽ. Nếu không có thuật ngăn cấm thì có lẽ sẽ không bắt lại được.
nếu như cô ấy thức dậy, chắc chắn sẽ không có ai có thể ngăn cản được. Ngoài ra còn có một kế hoạch thứ hai như chuột đồng đã nói. Dùng tất cả để nắm lấy trái tim của cô ấy. Không thể nào, các người đã nói sẽ để tôi gặp mẹ và con gái của tôi, chẳng lẽ thiên sách phủ lại nói lời mà không giữ lời với người khác đó chứ? Diệp Lâm Quân hỏi. Một đám người của Thiên Long cùng nhau đi vào, cười nói, Diệp Lâm Quân, người mà anh cần gặp đang trên đường tới rồi. Tuy nhiên, trước khi để anh gặp bọn họ, tôi có một vài câu hỏi cần anh phải trả lời cho thật tốt. Cái gì? Câu đầu tiên, anh có chịu thừa nhận anh chính là người kế vị của tà thân hay không? Hoàng Hùng hỏi. Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói, tôi ngay cả tà thần là ai cũng không biết. Anh còn bắt tôi phải thừa nhận cái gì đây? Vậy sức mạnh đó của anh từ đâu mà có? Huống chỉ kỹ thuật chiến đấu của anh và tà thần đều giống nhau như đúc. Chuyện này anh giải thích thế nào đây? Huyền Lang quát lón. Lạ Diệp Lâm Quân cười cười, nằm mơ gặp mộng Diệp Lâm Quân anh tốt nhất nên thành thật một chút, anh phải biết hiện tại anh đang bị. Đại Hổ xém chút nữa đã nói ra chân tướng của Liên Long Xích, may mà có Thiên Long kịp thời ngăn cản anh ta. Diệp Lâm Quân, tốt nhất là anh nên thành thật một chút thì may ra còn có thể nhìn thấy được rét mẹ và con gái của anh, Thiên Long nói. Đi thôi, rời khỏi đây. Ám các phó các chủ xuất hiện, dẫn theo một nhóm người ở đây rời đi. Phó các chủ, vì sao chúng ta không trực tiếp ép Diệp Lâm Quân nói ra? Những người khác đều không hiểu. Các người không hiểu Diệp Lâm Quân, nếu anh ta không nhìn thấy người anh ta muốn gặp, anh ta nhất định sẽ không nói ra bất cứ điều gì. Muốn anh ta nói ra chỉ cần đưa người tới đây, đến lúc đó không cần chúng ta làm cái gì, chính anh ta sẽ tự mình nói rõ ràng. Hai điều mà Diệp Lâm Quân lo lắng nhất tạm thời đều đã ổn thỏa. Ba người Diệp Lê Quân cũng đã được đưa đến. Lý Tử Nhiệm tạm thời cũng bình an vô sự. Nhưng kế hoạch thứ hai của thế lực đông đảo cũng đã bắt đầu mở ra. Mỗi một nơi ở Lạc Việt cùng lúc đó cũng đều xuất hiện rất nhiều cường giả áo đen. Họ đã lên kế hoạch cho một vụ ám sát. Mục tiêu bị ám sát rõ ràng là những thiên kiêu ở Lạc Việt, là thế hệ tương lai trong giới võ đạo của Lạc Việt. Có rất nhiều thiên kiêu sống ở khu vực địa phương Lạc Việt, ngoài ra còn có mấy trăm vị thiên kiêu không có trong danh sách, nhưng cũng cực kỳ có tiềm lực. Đây đều là thiên tài thiên cơ các thiên sách của thiên sách phủ. Không phải nói khoa trương nhưng thật sự là có những thiên tài này ở đây, giới võ đạo ở Lạc Việt trong tương lai nhất định rất thịnh vượng. Nhưng thế lực đông đảo lại thừa dịp đại loạn của giới võ đạo Lạc Việt đột ngột tiến hành ám sát. Vô số cao thủ đều dốc toàn lực hành động, tiến hành ám sát những thiên tài này. Bởi vì trong khoảng thời gian này đối với thế lực tà thần đang bị đánh đuổi mà nói, phần lớn bộ phận thiên kiêu đều bị gia tộc hoặc thế lực có kinh nghiệm lưu đày. Vì vậy, nơi ở của những thiên tài này có thể dễ dàng bị phong tỏa. Hơn nữa người bảo vệ ở bên cạnh lại tương đối ít. Trịnh Nguyên ở lại trong nhà hoặc môn phái đều không đủ an toàn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt ti. Các siêu cao thủ do thế lực đông đảo sắp xếp phái tới đã bắt đầu ra tay ám sát. Những thiên kiêu từng người một đều ngã xuống. Gặp phải sự đột kích bất ngờ này, bọn họ căn bản không đủ sự chuẩn bị để đối địch lại. Chỉ có thể mặc cho người ta giết mồi các cường giả do thế lực đông đảo phái tới cũng không có giết chết bọn họ. Bọn họ đặc biệt muốn phế bỏ những thiên kiêu này, chặt đứt võ mạch của bọn họ, để cho bọn họ biến thành phế vật, vĩnh viễn không được tu luyện. Điều này thậm chí còn tàn nhẫn hơn là giết chết bọn họ. Người cuối cùng có trong danh sách địa bảng bị phế. Địa bảng thứ 10 lắm cũng bị phế kế tiếp đến lượt địa bảng của thiên kiêu. Từng người một bị phế bỏ. Địa bảng thứ 9 bị phế, địa bảng thứ 8 bị phế. Một đêm đầy phong ba. Mấy trăm thiên kiêu ở Lạc Việt bị ám sát rất thảm khốc, toàn bộ đều bị phế bỏ. Đây là điều mà ai cũng không nghĩ tới. Mầm giống tương lai của Lạc Việt lại sụp đổ qua một đêm. Đại nạn. Bi kịch. Mặc dù có rất nhiều thiên kiêu có thực lực siêu mạnh. Nhưng phía đối phương đặc biệt nhắm vào bọn họ, những thiên kiêu này chỉ có thể yếu ớt chống cự lại. Ngoại trừ mấy người phó giai bị Diệp Lâm Quân nhốt lại, cùng với Diệp Lê Quân bị thiên sách phủ mang đi. Tất cả các thiên kiêu Lạc Việt khác đều đã được chăm sóc đặc biệt. Kể cả ba người đứng đầu trong truyền thuyết cũng đều gặp phải ám sát. Bất quá ba người đứng đầu của địa bảng rõ ràng là không phải cùng một cấp bậc so với những thiên kiêu khác. Ba người này kiên cường xung phong chiến đấu. Mặc dù bản thân bị thương rất nặng, nhưng bọn họ lại có thể giết sạch toàn bộ thích khách, sau đó thành công trốn thoát. Nhưng dù sao cũng bị thương nặng, phải trả giá rất đắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy,
các người như vậy gọi là làm việc không hiệu quả có biết hay không? Vậy mà lại để cho ba người đứng đầu quan trọng nhất thiên kiêu ở địa bảng chạy trốn. Ai cũng đều biết top 3 địa bảng cực kỳ khủng bố, vậy mà vì sao lại không phái nhiều người hơn một cùng đi? Lỡ như bị bại lộ thì điều gì sẽ xảy ra, các người có ngờ tới được hay không? Thủ lĩnh thế lực đông đảo cực kỳ tức giận với chuyện ba người đứng đầu có thể trốn thoát khỏi địa bảng. Là thuộc hạ làm việc không hiệu quả. Có điều ba người đứng đầu địa bảng bị phân tán và mất tích. Bọn họ hiện tại căn bản không có cách nào quay trở về thế lực của mình. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Người đứng đầu ra lệnh, ngay lập tức gửi một người nào đó đi phế bỏ bọn họ. Nhất định phải tìm thấy chúng trước khi người khác tìm Red. Còn nữa, lập tức truyền ra tin tức, nói tất cả những chuyện này đều do thế lực tà thần làm. Diệp Lâm Quân bị đánh bại lại bị bắt đi, chọc dân bảy đại tà thân, bọn họ sẽ trả thù điên cuồng, phế bỏ các thiên kiêu mạnh nhất của Lạc Việt. Vâng, tôi đã rõ, mọi người đồng loạt kêu lên. Mục đích của chúng ta đã được hoàn thành, tương lai của Lạc Việt đã bị chúng ta phá vỡ, mầm giống của Lạc Việt cũng phải bị đứt đoạn. Hơn nữa hiện tại chính đạo và thế lực tà thân còn đang phân tranh với nhau, giới võ đạo của Lạc Việt đã bị tổn thương nguyên khí rất lớn. Đây là một cơ hội tốt để đông đảo người trong giới võ đạo quật khởi. Chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua đỉnh cao của thế giới. Trên gương mặt của mọi người thuộc thế lực đông đảo đều lộ ra sự mừng rỡ. Mấy trăm thiên kiêu trong một đêm đều bị phế bỏ, khi mọi người biết tin tức này, tất cả mọi người đều phát điên. Lạc Việt nhất thời sôi trào ùng ục. Điều này là vô cùng khủng khiếp. Đây là đem tương lai của giới võ đạo Lạc Việt chôn cất. Các thế lực cổ xưa đều vô cùng phẫn nộ. Nhìn truyền nhân nằm trên mặt đất trở thành phế nhân, mỗi người ai cũng đều đau lòng. Ai, là ai đã làm chuyện này? Tôi nhất định sẽ không đội trời chung với họ. Vệ binh Viêm Long của Thiên Sách Phủ liên tiếp nhận được tin tức này, cũng vô cùng chấn động và bất ngờ. Hơn nữa trách nhiệm của Thiên Sách Phủ bọn họ chính là bảo vệ cho giới võ đạo của Lạc Việt, bảo đảm cho nó được phát triển thịnh vượng. Chủ yếu là để nuôi dưỡng và bảo vệ thế hệ trẻ. Nhưng trong một đêm lại xảy ra chuyện lớn làm cả thế giới giật mình như vậy. Tất cả thiên kiêu đều bị phế bỏ. Đây chính là muốn chặt đứt mầm giống của giới võ đạo Lạc Việt mài cái này, ai đã làm điều đó? Nhanh lên, mau kiểm tra đi. Đúng lúc này tin tức cũng được truyền ra bên ngoài, chính là do bảy vị tà thần tàn ác đã làm. Người tiếp quản tà thần bị bắt, chọc giận bảy. Đại tà thần. Bọn họ phế bỏ các thiên kiêu của giới võ đạo Lạc Việt suốt cả một đêm, lý do làm như vậy là để trả thù. Khi tin tức này được truyền ra, căn bản không có ai hoài nghi. Dù sao ở trong Lạc Việt, có thể trong một đêm làm được những hành động này cũng không có mất thế lực có khả năng. Cũng chỉ có Thiên Sách Phủ, Bảo Long gia tộc cùng với thế lực tà thần mà thôi. Không ai nghĩ đến việc đi ra nước ngoài. Nhưng họ biết ở đâu. Trong khoảng thời gian này giới võ đạo Lạc Việt đang trong thời gian đại loạn, quốc môn đại khai. Lực lượng quốc tế mạnh mẽ xâm nhập vào. Thế lực đông đảo càng sắp xếp rất nhiều cao thủ ở các nơi trong Lạc Việt. Cho nên mới có hành động nhanh nhạy như vậy. Điều này đã được lên kế hoạch từ trước. Tất cả mọi thứ đã được sắp từ xếp sớm. Thế lực tà thần nhất định phải diệt trừ toàn bộ. Bảy đại tà thần đều phải chết. Bọn họ vậy mà lại dám chặt đứt tương lai của giới võ đạo Lạc Việt. Tất cả mọi người đều vô cùng phẫn nộ. Ồ, có thật không? Cái gì? Tất cả đều do bảy đại tà thần làm. Làm sao mà có thể như vậy được? Văn Hy sau khi biết được tin tức, vô cùng bất ngờ. Bảy đại tà thần sau khi nhận được mệnh lệnh của Diệp Lâm Quân, tối hôm qua vẫn luôn canh giữ bên cạnh bọn họ mà. Làm thế nào bọn họ có thể trả thù được? Huống chỉ Văn Hy đã hỏi qua, mệnh lệnh của Diệp Lâm Quân là bọn họ không được nhúc nhích. Bọn họ sẽ không trả thù. Văn Hy lập tức ý thức được đây là có người hãm hại Diệp Lâm Quân. Quả nhiên là như vậy. Trong căn cứ Thân Long, cô đã sớm nói Diệp Lâm Quân tuyệt đối không có khả năng sẽ làm ra những chuyện gây nguy hiểm cho Lạc Việt. Chuột đồng bị nhốt nghe được tin tức này, lộ ra ý cười, hô to, thế lực đông đảo vạn năm. Chúng ta thắng rồi. Tao giết mày. Huyết tà thần nổi giận nói. Được rồi, bớt giận. Những người khác đã ngăn anh ta lại. Văn Hy cùng bảy đại tà thần bàn bạc, hiện tại chúng ta nên nói cho mọi người biết là các người bị Wano. Tuy rằng chúng ta vẫn luôn thu thập chứng cứ nhưng chứng cứ không đủ, hơn nữa hiện tại tiểu chủ nhân bị bắt. Chỉ dựa vào chúng ta thì rất khó để thoát khỏi tội danh này. 12 đúng vậy, không sai, kế tiếp chúng ta sẽ bị bao vây mà trước nay chưa từng có, mọi người cũng không chú ý tới,
có một bóng người ma mị xuất hiện, dĩ nhiên là đang len lén cứu chuột đồng. Quỷ võ sĩ trong miệng thế lực đông đảo đã xuất hiện. Vốn đi anh ta muốn giết chết chuột đồng, có điều hiện tại cứu đi là được rồi. Ừ, còn chuột đồng thì sao? Sao tôi không thấy anh ta? Một số người nhanh chóng phát hiện ra rằng chuột đồng đã biến mất. Vấn đề là tất cả mọi người đều không phát hiện ra. Còn có Văn Hy đối với siêu năng lực của mình lại không thể vận dụng một cách thuần thục được. Nếu không, Văn Hy đã có thể cảm nhận được năng lượng bị dao động. Dù sao năng lực cảm giác hiện tại của cô đã là cấp bậc đỉnh cao. Không ngoài ý muốn, anh ta bị cứu đi rồi, địa bàn của chúng ta cũng bị bại lộ, phải mau chóng đổi sang địa bàn khác an toàn hơn. Kiếm tà thần nói. Được, lập tức rút lui. Mọi người nhanh chóng rời đi. Quả nhiên bọn họ vừa mới rời đi, đã có cao thủ chạy đến nơi này tìm bọn họ. Diệp Lâm Quân bị nhốt trong đại lao, rất lo lắng cho tình huống bên ngoài. Anh thường xuyên lên tiếng, nhưng không có ai để ý đến anh cả. Dầm. Đúng lúc này, cửa lớn bị một cước đá văng ra. Nhóm người Thiên Long vô cùng tức giận xông về phía của Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân, mau xem thuộc hạ của anh làm ra chuyện tốt gì rồi này. Huyền Lang gào thét nói. Có chuyện gì vậy? Diệp Lâm Quân hỏi, anh bị chúng tôi nhốt lại, bài đại tà thần vì muốn trả thù. Nên là trong một đêm đã phế bỏ toàn bộ 578 thiên kiêu của Lạc Việt, cả đời không thể thu võ. Còn có ba người đứng đầu thiên kiêu trong địa bảng hiện tại cơ thể đang bị thương nặng, không rõ tung tích. Bọn họ cơ hồ trong một đêm đều đã chặt đứt hoàn toàn tương lai của giới võ đạo Lạc Việt. Đáng chết, các người đều nên chết hết. Mọi người vô cùng tức giận, hận không thể giết chết Diệp Lâm Quân. Tột bộp. Diệp Lâm Quân nghe thấy vậy, trong lòng trầm xuống. Thì ra đây chính là kế hoạch thứ hại của thế lực đông đảo. Là muốn chặt đứt tương lai của giới võ đạo Lạc Việt. Nham hiểm. Quả nhiên quá nham hiểm. Thừa dịp sự chú ý của mọi người đều tập trung hết ở trên người mình, thế lực đông đảo có thể thực hiện kế hoạch của bọn họ. Chuyện này tôi đã sớm nói với các người, đây là một âm mưu của thế lực đông đảo. Đây chính là kế hoạch thứ hai của bọn họ. Diệp Lâm Quân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm mấy người bọn họ. Tôi còn tưởng rằng Thiên Sách Phủ vốn cũng có một vài nhân vật anh minh đang lãnh đạo, hiện giờ xem ra đều là một đám ngu xuẩn. Một đám ngu ngốc. Diệp Lâm Quân giận dữ quát. Diệp Lâm Quân, anh đừng càn rỡ. Thiên Sách Phủ há có thể để anh nhục mạ hay sao? Diệp Lâm Quân nói một câu liền chọc giận tất cả mọi người. Lão tử bị oan uổng. Có, người khiêu khích Ly Gián, rốt cuộc muốn lão tử nói mấy lần các người mới tin. Một đám ngu ngốc. Diệp Lâm Quân mở miệng tiếng chửi bới. Tốt như vậy, Diệp Lâm Quân, chúng tôi nói cho anh biết. Khóa dùng để trói anh chính là xích rồng của Thiên Sách Phủ. Một khi bị khóa, vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi. Anh sẽ bị nhốt ở đây suốt đời. Về phần gia đình của anh cũng đừng nghĩ đến việc được gặp họ. Không thể được. Mấy người tức giận lớn tiếng kêu gào rời đi. Khóe miệng Diệp Lâm Quân xẹt qua một tia sát ý, rốt cuộc cũng đã chịu nói ra suy nghĩ chân thật rồi sao? Thật ra Diệp Lâm Quân đã sớm đoán được. Bọn họ chỉ muốn gây khó khăn anh. Sau đó để anh nói ra tất cả sự việc. Nhưng anh đang đánh cược rằng anh có thể nhìn thấy vợ và đứa nhỏ. Hiện giờ anh đặt cược sai lầm rồi. Sự việc còn đang xảy ra. Anh nhất định phải chống lại. Không thể nghe họ nữa. Đây chắc là khóa xích rồng phải không? Anh nhất định sẽ mở nó ra. Diệp Lâm Quân dùng hết sức lực để phá vỡ khóa xích rồng. Leng keng leng keng. Nhưng kết quả thật không ngờ. Khóa xích rồng chỉ phát ra tiếng kim loại va chạm vào nhau tạo ra rung động cực lớn. Nhưng lại không xuất hiện vết nứt nào cả. Ngược lại, xiềng xích đã xuyên thấu xương thịt của Diệp Lâm Quân càng ngày càng chặt hơn. Xương cốt Diệp Lâm Quân bị siết chặt vào máu thịt, ngay lập tức cơ thể chảy ra rất nhiều máu nhanh chóng nhuộm đỏ toàn thân. Chuyện này, sắc mặt Diệp Lâm Quân thay đổi. Cái này thật sự là kiên cố không gì có thể phá. Diệp Lâm Quân, cậu đừng lãng phí sức của mình nữa. Chưa ai có thể mở được khóa xích rồng. Một khi đã bị khóa, sẽ không bao giờ được mở cho đến khi chết đi. Hơn nữa, cậu càng chật vật với khóa xích rồng nó sẽ càng siết chặt hơn. Nó thậm chí có thể siết nát xương của cậu. Lăng Thiên Long và những người khác bật cười khi thấy Diệp Lâm Quân giấy giụa để thoát khỏi khóa xích rồng. Diệp Lâm Quân thật đúng là ảo tưởng. Đây là điều không thể. Diệp Lâm Quân cứ từ từ giấy giụa đi. Tôi thích nhìn cậu chật vật như vậy. Huyền Lang cười nói.
Sau khi Diệp Lâm Quân vùng vấy vài lần, quả thật là khóa xích rồng càng ngày càng chặt hơn. Máu từ vết thương của Diệp Lâm Quân không ngừng chảy ra dưới chân anh làm ướt đẫm một vũng lớn. Nhưng Diệp Lâm Quân không than một tiếng. Không được, anh nhất định phải bình tĩnh lại. Diệp Lâm Quân không còn cử động nữa. Anh đang tự hỏi như thế nào mới có thể mở nó. Anh không được mắc kẹt ở đây. Anh còn có rất nhiều việc phải quan tâm và rất nhiều người. Anh không thể kẹt ở đây. Nhìn thấy Diệp Lâm Quân không còn vùng vẫy nữa, Lăng Thiên Long và bọn họ đều cười nhạo. Sao không giấy giụa nữa? Có ích lợi gì sao? Cho tới nay không ai có thể thoát khỏi khóa xích rồng. Nói xong, bọn họ đều rời đi. Bọn họ không hề để ý Diệp Lâm Quân nữa. Nói vậy bởi vì có khóa xích rồng ở đây, bọn họ không cần kêu người trông coi Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân không thể tự mình trốn thoát. Ngay cả khi có người đến giải cứu, họ cũng không thể phá vỡ khóa xích rồng. Đây thật sự là điểm chết người. Ở phía bên kia, ba người con trời đứng đầu địa bảng gặp phải đuổi giết, cuối cùng bọn họ bị mắc kẹt trong một ngọn núi sâu. Bị ép đến không còn cách nào còn bị nhốt vào thung lũng trong vách núi đen, cơ bản là không ai có thể tìm thấy, không biết còn sống hay đã chết. Các thế lực ở đảo Đông Ca tìm kiếm một vòng nhưng không tìm được người nào nên họ mới rời đi. Bọn họ không tìm thấy vậy nên những người khác cũng không muốn tìm. Cơ hội sống sót của ba người con trời của địa bảng gần như bằng không. Cho dù có may mắn sống sót nhưng bản thân lại bị thương nghiêm trọng nếu không được chữa trị sớm thì có khả năng vẫn sẽ chết. Việc cận kề với cái chết là quá đủ đối với họ. Nhóm con trời Lạc Việt của bọn họ sẽ bị tiêu diệt. Thiên Sách Phủ và các thế lực lớn đã tìm kiếm một vòng, nhưng vẫn không tìm được ba người đứng đầu địa bảng. Điều này gây chấn động cho toàn thể võ đạo Lạc Việt. Trong chốc lát Văn Hy không thể nghĩ nên làm như thế nào. Đặc biệt là Lý Tử Nhiệm bây giờ là người có siêu năng lực, vậy nên chuyện này càng khó xử lý. Thiên Sách Phủ. Các lãnh đạo cấp cao phẫn nộ. Các chủ của ám các đều quỳ trên mặt đất. Rõ ràng là Thiên Sách Phủ và tộc Bảo Long đều tham gia. Tại sao còn có thể xảy ra chuyện như vậy? Ai mà không tức giận cơ chứ? Hiện giờ Trấn Thiên đều đã bị phế bỏ, Lâm Phi Dương và Phó Bình đã có thế lực. Tà thần trong tay cho nên có phế bỏ hay không cũng không khác biệt. Hiện giờ xem ra chỉ còn lại một mình cô bé. Truyền lời nói của tôi, từ nay về sau, không ai được động vào bé Quân và Chí Nam Yến, Thiên Sách Phủ sẽ dồn hết mọi tài nguyên toàn lực bồi dưỡng hai đứa nhỏ. Võ đạo Lạc Việt chỉ còn lại niềm hy vọng là hai đứa nhỏ. Không có chỉ thị của chúng ta, ai cũng không được động vào hai đứa nhỏ. Còn những người tài năng đã bị mất tích thì cố gắng hết sức để cứu đi, có thể cứu được ai thì cứu người đó. Ban lãnh đạo cao cấp của Thiên Sách Phủ đã đưa ra quyết định như vậy. Làm cho kế hoạch của ám các bị phá hủy. Ban đầu, bọn họ muốn sử dụng cô bé để đe dọa Diệp Lâm Quân nói ra bí mật của tà thần Hỏa Vân. Nếu Diệp Lâm Quân biết thì có thể giải quyết được nỗi lo của bọn họ. Giờ phút này Diệp Lâm Quân đang tự hỏi. Có hai nguyên nhân làm cho khóa xích rồng không mở được. Thứ nhất, thiết bị của khóa xích rồng đều hỗ trợ cho nhau, nó còn có những bộ phận được thiết kế tinh xảo bên trong. Nếu như di chuyển một dây xích thì các chuỗi dây xích khác cũng sẽ di chuyển các bộ phận làm cho nó càng ngày càng chặt và sẽ khó mở hơn. Thứ hai, chất liệu của khóa xích rồng được làm bằng thiên thạch quý hiếm bên ngoài cùng với phương pháp của các bậc thầy và các chuyên gia tài năng làm cho khóa xích rồng không thể phá hủy. Nó không thể mở ra, cho dù đó là một người có sức mạnh cường giả hay là các loại thần khí hoặc vũ khí hiện đại thì vẫn không thể mở được. Đó là lý do tại sao bọn họ lại tự tin đến mức không ai trông coi Diệp Lâm Quân. Bởi vì bọn họ biết rằng không thể trốn thoát được khóa xích rồng. Diệp Lâm Quân hít một hơi thật sâu. Sư phụ đúng là đã tính toán, anh cũng không còn cách nào chỉ có thể sử dụng thuật cấm kỵ. Diệp Lâm Quân tự lẩm bẩm. Trên thực tế thuật cấm kỵ không phải do sư phụ truyền dạy cho, anh, nó được lưu lại trong cuốn sách cổ. Cho dù có cảnh báo không được sử dụng. Nhưng vào lúc này, Diệp Lâm Quân lại không còn cách nào khác nữa. Chỉ có thể sử dụng đến nó. Sức mạnh của anh không thể phá vỡ khóa xích rồng, thuật cấm kỵ chắc là có thể anh phải thử xem sao. Anh cũng không tin là không thể phá được khóa xích rồng. Đây thực sự là một khoảnh khắc nguy hiểm. Bên ngoài. Một tin tức bùng nổ truyền ra. Thiên bảng thứ hai sát thần Bố Y xuất hiện. Anh ta tuyên bố rằng Diệp Lâm Quân không phải bị anh ta đánh bại, anh ta và Diệp Lâm Quân trước đây chưa từng gặp qua. Khi tin tức này lan truyền, toàn bộ Lạc Việt khiếp sợ.
không phải Diệp Lâm Quân đã bị sát thần bố y đánh bại. Vậy ai đã đánh bại Diệp Lâm Quân? Lúc này mọi người đều thắc mắc. Vậy ai đã đánh bại Diệp Lâm Quân? Mọi người đều mơ màng. Vậy ai là người đã ra tay? Thiên Sách Phủ và tộc Bảo Long đều không phải. Cửu Châu Huyền Tôn còn đang bế quan. Thiên bảng số 1 Nam Thiên Vương cũng đã biến mất bao nhiêu năm. Như vậy xem ra không ai có thể đánh bại Diệp Lâm Quân. Vậy ai đã làm tất cả những điều này? Không chỉ tất cả mọi người ở Lạc Việt trợn tròn mắt. Mà ngay cả thế lực đảo Đông Ca cũng bất ngờ. Nếu không phải là sát thân bố y, vậy ai đã làm điều đó? Hay là người này ở ngoài Lạc Việt, có lợi ích gì cho bản thân không? Vừa rồi họ còn đang chìm đắm trong niềm vui sướng khi võ đạo Lạc Việt bị tổn thất nghiêm trọng. Khi tin tức này truyền đến, bọn họ đều vô cùng sửng sốt. Lúc này, máy bay chiến đấu của Richard bất ngờ liên lạc với họ. Trời ạ, các người đã làm rất tốt, các người giỏi hơn chúng tôi rất nhiều. Người đứng đầu thế lực đảo Đông Ca cười nói, chúng tôi vẫn là không thể nào so sánh với ngài Richard. Chúng tôi chỉ là dùng âm mưu cùng thủ đoạn nhưng ngài mới thật sự dứt khoát hành động ha ha, nhưng chúng tôi đã thất bại và các người đã thành công. Tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác nhiều hơn, như thế nào? Bởi vì hành động của các người cho nên lần này chúng tôi được lợi không ít, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ở Lạc Việt. Hợp tác sao? Có thể chứ, muốn còn không được, Richard mỉm cười, được rồi, hợp tác vui vẻ. Tôi cũng tặng cho các người một tin tức xấu. Thật ra người đánh bại Diệp Lâm Quân là vợ của anh ta. Cô ấy. Richard nói rõ mọi chuyện cho thế lực đảo Đông Ca. Chúng tôi hiểu rồi, hóa ra là có chuyện như vậy. Tôi nghĩ chúng ta có thể thổi phồng chuyện vợ của Diệp Lâm Quân vì cô ấy có thể đánh bại sức mạnh của Diệp Lâm Quân. Cô ấy cũng có thể gây ra thiệt hại lớn đối với Lạc Việt. Được rồi, rất mong đợi sự hợp tác tiếp theo. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc lớn. Hai tổ chức giỏi về âm mưu thậm chí cũng hợp tác với nhau. Đây là một thảm họa cho đất nước và các thế lực. Võ đạo Lạc Việt cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Tiếp theo, họ nhất định sẽ có những hành động lớn. Toàn bộ Lạc Việt đều nghi ngờ. Vẫn muốn biết là ai đã đánh bại Diệp Lâm Quân. Ở trong nhà tù Diệp Lâm Quân cuối cùng đã sử dụng thuật cấm kỵ. Không thể không nói thiên phú của Diệp Lâm Quân vô cùng cao. Mặc dù trong sách cổ của sư phụ có lưu lại lời cảnh báo. Nhưng có một điểm nữa. Thuật cấm kỵ này rất khó thực hành. Cho dù là có thiên phú cực cao đi chăng nữa. Tuy nhiên, Diệp Lâm Quân đã luyện được. Thuật cấm kỵ. Diệp Lâm Quân thấp giọng nói. Sử dụng một trong những thuật cấm kỵ. Trên người anh phát ra hơi thở đáng sợ. Chân khí vậy mà biến thành màu đen giống như là ngọn lửa đang bốc cháy. Chân khí màu đen bao trùm 9 chuỗi khóa xích rồng phía trên, đáng sợ là nó đã bị ngọn lửa đốt cháy. Khoảng hơn 10 phút sau, một cảnh tượng khủng khiếp xuất hiện. Rắc rắc, rắc rắc, 9 chuỗi khóa xích rồng khóa lần lượt bị đứt. Các bộ phận trong đó căn bản vô dụng. Đây không phải là một chuỗi khóa xích rồng bị tách rời mà là cùng lúc 9 chuỗi khóa xích rồng mất đi tác dụng. Rắc rắc, như chuỗi khóa xích rồng cuối cùng cũng bị gãy. Diệp Lâm Quân đã hoàn toàn tự do. Bùm! Anh đã dùng chân khí để đánh bay toàn bộ khóa xích rồng mắc kẹt trong máu thịt. Khóa xích rồng cũng chỉ như vậy sao? Không ai mở ra cái gì chứ? Chẳng qua là chưa từng gặp anh. Sau đó Diệp Lâm Quân rời khỏi đây. Đúng lúc không có ai trông giữ. Sau khi Thiên Sách Phủ biết rằng Diệp Lâm Quân không bị đánh bại bởi sát thần bố y, ngay lập tức cử một vài người từ Thiên Long đến để hỏi Diệp Lâm Quân. Là ai đã đánh bại anh ta? Hình như có gì đó không ổn. Ở bên ngoài nhà giam một số người cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mọi người lập tức chạy vào nhà giam. Khi nhìn thấy nhà giam trống không, tất cả đều sợ hãi. Điều này, người đâu? Diệp Lâm Quân đâu? Từ phía trước chạy đến vài người Thiên Long, nhìn thấy 9 chuỗi khóa xích rồng bị đứt thì hoàn toàn sững sờ. Chuyện này, Diệp Lâm Quân thực sự đã mở được khóa xích rồng sao? Anh ta bỏ chạy sao? Chúa ơi! Phụt, Thiên Long nhìn thấy cảnh tượng khó tin trước mặt, trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Thật hoảng sợ, ánh mắt của mỗi người đều bay ra ngoài. Chuyện gì đang xảy ra? Khóa xích rồng bị phá vỡ vụn. Điều này có thể xảy ra sao? Xưa nay Thiên Sách Phủ vẫn luôn như vậy, cho dù có mạnh đến đâu nhưng chỉ cần bị khóa xích rồng khóa lại thì không cách nào mở ra được. Không có bất kỳ khả năng nào, cũng không có bất kỳ tiền lệ nào. Mà bây giờ khóa xích rồng lại có thể đút lìa trên người Diệp Lâm Quân.
Điều này thật là đáng sợ. Huyền Lang cẩn thận quan sát chỗ khóa xích rông bị gãy, nhỏ giọng nói, đây là vết nứt do sức mạnh khủng khiếp gây ra. Thật quá đáng sợ, trên đời này có ai có sức mạnh đáng sợ như vậy? Điều này không thể nào. Hoàng Hùng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không tin cũng không có cách nào, khóa xích rông bị gãy, Diệp Lâm Quân bỏ trốn. Chẳng lẽ là sức mạnh của chính Diệp Lâm Quân sao? Tôi không tin. Tôi cảm thấy có người đã cứu cậu tai. Ánh mắt mấy người Thiên Long đều lộ vẻ không thể tin được. Được người khác cứu, tôi hỏi có ai có đủ sức mạnh để phá võ khóa xích rồng chứ? Tốt hơn hết là loan tin này càng sớm càng tốt. Diệp Lâm Quân bỏ trốn. Diệp Lâm Quân bỏ trốn. Toàn bộ điểm tối là một mớ hỗn độn. Thiên Sách Phủ và tộc Bảo Long cũng sớm nhận được tin tức Diệp Lâm Quân chạy trốn. Trên dưới đều kinh hãi. Nguyên nhân chính là do khóa xích rồng bị đứt, điều này tương đương với đánh tan tôn nghiêm của Thiên Sách Phủ. Từ trước tới nay, cho tới tận bây giờ không một người nào có thể làm được. Nhận thức của bọn họ đều sụp đổ. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày có người phá vỡ khóa xích rồng. Điều này tương đương với việc nói với bọn họ rằng trái đất này không tròn, mà bằng phẳng. Ngay cả khi sự thật đã xảy ra rồi, nhưng mọi người vẫn không tin. Làm sao phá vỡ khóa xích rồng được, điều này thật không thể sơn trang nghỉ dưỡng. Mặt mấy người Thiên Long đều buồn bã. Lần này thì hay rồi, Diệp Lâm Quân chạy trốn. Cấp trên lại ra lệnh toàn lực đào tạo con gái Diệp Lâm Quân. Không ai được động vào bọn họ, ngay cả lá bài lợi dụng điểm yếu để uy hiếp Diệp Lâm Quân của chúng ta cũng bị mất. Nên làm gì bây giờ? Các chủ của chúng ta đề nghị dùng Bé Quân và vài người khác để uy hiếp Diệp Lâm Quân trở lại, nhưng kết quả bị cấp trên từ chối. Còn xử phạt các chủ, cảnh cáo tất cả mọi người không thể động đến đứa trẻ. Nếu không, giết chết không thai. Lần này thì phiền phức lớn rồi, hai đòn đả kích thật nặng. Một số người đã thảo luận. Diệp Lâm Quân cũng không rời đi luôn, mà là núp ở sơn trang nghỉ dưỡng này. Nghe được đối thoại của mấy người đó, anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật là quá tốt. Thế lực đông đảo cùng hành động, khiến cho hạt giống thiên tài cũng bị thương nặng. Vốn dĩ Bé Quân có tài làm vua, lần này thì có ai dám đụng đến cô bé. Nhất định là bảo bối của Thiên Sách Phủ. Anh không còn lo lắng gì nữa. Nếu kế hoạch thứ hai của thế lực đông đảo đã thành công, anh lại đi khắc phục cũng vô ích. Vì với kế hoạch này thì tìm được mấy người Lý Tử Nhiệm trước rồi nói sau. Bây giờ Diệp Lâm Quân đã thiết lập một phương thức liên lạc đặc biệt với 7 vị tà thần. Sau khi Diệp Lâm Quân rời khỏi nơi này, đã nhanh chóng liên lạc với 7 vị tà thần. Hơn nữa còn vội vã đi đến nơi bọn họ đang ở. Bỗng nhiên, một tin tức truyền ra ngoài, người thừa kế tà thần, Diệp Lâm Quân đã thoát khỏi Thiên Sách Phủ, không biết đi đâu. Cách đây không lâu, tin tức do sát thần bố y tung ra, mọi người còn chìm trong hoài nghi. Bây giờ lại có thêm một tin nặng ký, tất cả mọi người đều tê dần cả đầu. Cái gì, Diệp Lâm Quân chạy khỏi Thiên Sách Phủ, anh ra thật sự đáng sợ đến mức này sao? Ngay cả Thiên Sách Phủ cũng không khống chế được anh ta. Vậy còn có người nào có thể khống chế được chứ? Không phải, người đã đánh bại Diệp Lâm Quân lúc đầu rốt cuộc là ai vậy? Tôi cầu xin anh ta hãy ra tay thêm một lần nữa đi. Trong lúc Richard và thế lực đông đảo đang tiếp tục kế hoạch của Mỹ Tư Tư. Nghe được tin này, cũng kinh ngạc không nhẹ. Cái gì, Diệp Lâm Quân bỏ trốn? Đôi mắt Richard sắp sửa bay ra ngoài. Không phải là thế lực đông đảo cũng vậy sao? Điều này hoàn toàn không đúng. Đã tưởng rằng kẻ thù lớn nhất đã bị loại bỏ. Kết quả anh ta lại trốn ra được. Sao có thể như thế được? Đây chính là tổ chức võ thuật cổ đại mạnh nhất của Lạc Việt. Lại dùng khóa xích rồng khóa Diệp Lâm Quân lại. Làm thế nào anh ta trốn ra được? Diệp Lâm Quân chạy trốn ảnh hưởng rất lớn đến bọn họ. Nói không chừng, sẽ mang đến cho bọn họ những tai nạn đáng sợ không nên đâu. Dựa theo thực lực của Diệp Lâm Quân thì cho dù như thế nào cũng không phá vỡ được khóa xích rồng. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Có phải là có người đang giúp Diệp Lâm Quân hay không? Richard và những người khác rơi vào trầm tư. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Richard lập tức nói, bây giờ, chuyện đầu tiên của Diệp Lâm Quân chắc chắn là tìm Lý Tử Nhiệm. Chúng ta có thể tung ra những tin tức về Lý Tử Nhiệm. Tốc độ càng nhanh càng tốt. Được, chúng tôi hiểu rồi. Tin tức tung ra, làm cho Thiên Sách Phủ trở nên xấu hổ, toàn thế giới đều là tiếng xấu. Đường đường là Thiên Sách Phủ bây giờ lại trở thành trò cười. Nhất là câu chuyện khóa xích rồng, một khi đã khóa lại thì vĩnh viễn không mở ra được trong truyền thuyết,
bây giờ lại thành trò cười. Nhìn lại thế lực tà thần được mọi người vỗ tay khen ngợi. Thiên sách phủ cũng không thể giữ chân Diệp Lâm Quân. Tương lai của bọn họ thật tốt. Mấy người Lâm Phi Dương mặt đầy buồn rầu, bắt đầu nghĩ về thiên sách phủ. Hai người Phó Bình và Ninh Y Nhiên thở phào. Nhẹ nhõm khi nghe được tin tức này. Diệp Lâm Quân không sao là tốt rồi. Ngay cả họ cũng không biết vì .sao lại lo lắng cho Diệp Lâm Quân như vậy. Sau khi Diệp Lâm Quân trốn thoát, thiên sách phủ cũng không biết phải dùng biện pháp gì. Đến nay cũng chưa có một phương án giải quyết nào. Lần trước bắt được Diệp Lâm Quân cũng coi như là may mắn. Lần này thì sao? Thậm chí Diệp Lâm Quân đang ở nơi nào cũng không biết. Làm sao mà bắt? Dựa vào cái gì để bắt? Chẳng lẽ để tất cả các lá bài của thiên sách phủ và tộc Bảo Long lật hết ra? Đây không phải là để cho những quốc gia nước ngoài kia được như ý sao? Ánh mắt của toàn thế giới đang tập trung vào điều này. Ai cũng không dám lộ bài ran, vấn đề là ở chỗ không biết là ai làm Diệp Lâm Quân bị thương. Cho nên mọi người đều gửi gắm hết hy vọng lên một mình sát thần bố y, bên cạnh đó Diệp Lâm Quân chạy một mạch. Cuối cùng cũng tình cờ gặp 7 vị tà thần ở một sơn trang ở ngoại ô thủ đô. Chủ nhân nhỏ, vết thương của người không sao chứ? 7 vị tà thần đều lo lắng khi thấy cả người đầy máu của Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân xua tay, không có sao, bị thương nhẹ mà thôi. Mấy vết này xuất hiện khi tôi cố gắng thoát khỏi khóa xích rồng. Chủ nhân nhỏ thật đúng là thiên tài ngàn năm khó gặp. 3 người bạn của lão chủ nhân đều bị khóa xích rồng quấn chặt cũng không thể thoát ra. Đến bây giờ không biết là đã chết hay còn sống. Đúng vậy. Người nói khóa xích rồng vô dụng đối với ông chính là lão chủ nhân. Bây giờ chủ nhân nhỏ đã thực hiện được. 7 vị tà thần không tiếc lời ca ngợi Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân sốt ruột tìm tung tích của Lý Tử Nhiệm. Chủ nhân nhỏ, cô Nguyên đang ở bên trong. Chúng tôi dẫn người đi. 7 vị tà thần dẫn đường phía trước. Chủ nhân nhỏ, là ở chỗ đó. Mọi người gặp nhau trong sơn trang. Diệp Lâm Quân sừng sờ khi thấy Lý Tử Nhiệm. Cô cũng sững sốt khi nhìn thấy anh. Văn Hy muốn ngăn cản nhưng không kịp. Hai người gặp nhau trực tiếp. Không có cách nào tránh khỏi Lê Nguyên, em đã khỏe rồi. Thấy Lý Tử Nhiệm khôi phục như bình thường, Diệp Lâm Quân không khỏi ngạc nhiên, mừng rỡ lên tiếng. Nhưng Lý Tử Nhiệm lại ngây người tại chỗ. Nhìn Diệp Lâm Quân lên tiếng. Một giây sau, cả người Lý Tử Nhiệm phát ra sát khí đáng sợ. Ùn ùn kéo đến bao phủ cả bầu trời quanh sơn trang. Cả 7 vị tà thần đều sợ hết hồn hết vía. Người cuối cùng có sát khí kinh khủng nghe vậy chính là lão chủ nhân cũ của bọn họ, tà thần Hỏa Vân. Đôi tròng mắt của Lý Tử Nhiệm cũng dần dần trở nên đỏ, toát ra sát khí khát máu. Diệp Lâm Quân, mày phải chết. Miệng Lý Tử Nhiệm nứt ra. Anh chạy mô cô ấy không nhận ra anh, cô ấy chỉ biết anh là kẻ thù mà thôi. Văn Hy vội vàng hét lên. Chỉ là quá muộn rồi, Lý Tử Nhiệm đã ra tay. Nổi trận lôi đình, hạ gục Diệp Lâm Quân. Không cho anh bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Văn Hy lần lượt bị đánh hết lần này đến lần khác. Bọn họ sợ rằng không thể chống đỡ được bao lâu. Không có ai chú ý, một đôi mắt đang âm thầm quan sát nơi này. Là võ sĩ ma mà thế lực đông đảo phái tới. Anh ta luôn tìm kiếm tung tích của Diệp Lâm Quân. Âm thanh đánh nhau ở đây đã thu hút anh ta. Anh ta ẩn nấp và không ngừng quan sát. Diệp Lâm Quân hú ý lật sách cổ ra xem nên cũng không thể phát hiện. Hử, hình như có người. Nhưng anh vẫn nhận ra được một chút năng lượng đang dao động. Lúc này không có thời gian làm những chuyện khác. Diệp Lâm Quân vẫn lật sách cổ ra xem. Cuối cùng anh cũng thấy được một châm pháp trong bộ kỹ thuật y học cổ đại, chỉ cần đâm vào đúng huyệt là có thể tạm thời khống chế được người. Kiểm soát tâm trí của anh, vì anh sử dụng nó. Đây là một loại châm pháp sắc bén được ghi lại. Là phương pháp xấu được sử dụng để khống chế tâm trí một người, biến người đó thành con rối của mình. Chỉ là điều mà Diệp Lâm Quân cần bây giờ chính là tạm thời khống chế được Lý Tử Nhiệm. Cho nên tà môn châm pháp này có thể hữu ích. Tiểu độc, đưa cho tôi một bộ kim bạc. Độc tà thần giỏi dụng độc, thật ra thì ở một góc độ khác mà nói anh ta cũng là thầy thuốc. Vì vậy, việc mang theo kim bạc độc bên người cũng không phải là vấn đề. Độc tà thần giáo kim bạc.cso Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân lập tức bắt đầu hành động. Trong lúc hỗn loạn anh đã biến thành một tia chớp và xuất hiện trước mặt Lý Tử Nhiệm, đâm một cây kim bạc vào huyệt đạo. Suy! Lại đổi vị trí khác, một cây kim bạc lại đâm vào lần nữa.
Sau khi liên tục thay đổi, 7 cây kim bạc đã được đâm xuống, chỉ cần 2 cây kim bạc nữa, Diệp Lâm Quân đã có thể khống chế Lý Tử Nhiệm. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, võ sĩ ma đột nhiên ra tay. Anh ta không muốn nhìn thấy Lý Tử Nhiệm bị khống chế. Mệnh lệnh của người lãnh đạo đảo Đông Ca là phải kích động Lý Tử Nhiệm càng nhiều càng tốt, làm cho cô trở thành một mối tai họa. Làm sao anh ta có thể để vuột mất cơ hội tốt ngay trước mắt như vậy? Thấy Diệp Lâm Quân đang sắp khống chế được Lý Tử Nhiệm. Võ sĩ ma ngay lập tức ra tay. Am, một bóng đen đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng Diệp Lâm Quân, quỷ mị như yêu quái. Ngay cả tà thần am hiểu sở trường sử dụng thân pháp quỷ mị cũng phải sửng sốt. Còn làm như vậy được cơ à? Bóng đen xuất hiện sau lưng Diệp Lâm Quân ngay lập tức tấn công Diệp Lâm Quân. Cố ý ngăn cản hành động của anh lại. Tôi đợi anh đã lâu lắm rồi. Một âm thanh vang lên thật to. Hóa ra Diệp Lâm Quân vẫn luôn một mực chờ bóng đen kia ra tay. Nhìn thì có vẻ như anh vẫn đang cố dùng châm pháp để khống chế Lý Tử Nhiệm, thực ra một mặt khác anh cũng đang đề phòng bóng đen kia. Thế mà lại dụ được nó ra thật. Diệp Lâm Quân đột nhiên vòng về phía sau bóng đen và tung ra một cú đấm hiểm hóc từ một góc độ không thể tin được. Cú đấm ngay lập tức tạo ra một dòng khí xoáy. Ầm, trong phút chốc, bóng đen đã tan thành mây khói. Hà, hóa ra là ảo ảnh. Diệp Lâm Quân ngạc nhiên. Anh và tà thần đều không tìm thấy dấu vết nào. Thứ vừa rồi không phải là thực thể của võ sĩ ma, mà là một ảo ảnh phân thân. Nó gần giống với ma ảnh của Diệp Lâm Quân. Tốc độ nhanh đến mức có thể đánh lừa người. Nhưng có thể đoán được thứ mà võ sĩ ma dùng là một bộ môn thân pháp cho phép tạo ra ảo ảnh phân thân. Sau khi bị phát hiện, võ sĩ ma cũng bỏ trốn ngay lập tức. Hẳn không ngờ rằng Diệp Lâm Quân đã chuẩn bị sẵn sàng. Một khi đã không thành công, hắn phải rời khỏi ngay lập tức. Diệp Lâm Quân có thêm nhiều cao thủ như vậy, hắn có khi phải bỏ thân ở đây mất. Coi như cậu chạy nhanh, Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói. Mọi người tiếp tục vây quanh Lý Tử Nhiệm. Phập, phập. Sau khi bị Diệp Lâm Quân đâm 2 cây kim bạc cuối cùng, Lý Tử Nhiệm hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Tâm trí của cô sẽ được Diệp Lâm Quân điều khiển. Nếu Diệp Lâm Quân muốn, anh có thể biến cô thành một con rối. Tất nhiên Diệp Lâm Quân sẽ không làm như thế. Anh làm vậy chỉ để làm đoàn, Lê Nguyên ổn định trở lại. Lý Tử Nhiệm bây giờ quá mạnh mẽ, ý thức não quá mạnh, những phương pháp bình thường đều vô dụng. Chỉ có thể sử dụng phương pháp châm cứu tà môn này. Nơi này không thể ở lại được nữa. Diệp Lâm Quân dẫn mọi người đi tìm chỗ khác trước rồi hãng giải quyết chuyện Lý Tử Nhiệm sau. Diệp Lâm Quân và Văn Hy đi ra ngoài. Lúc này, Diệp Lâm Quân cuối cùng cũng có thời gian để hỏi chuyện gì đã xảy ra. Anh đứng bên cạnh và chăm chú nghe Văn Hy kể lại những gì đã xảy ra. Cho nên, bây giờ Lê Nguyên Vân là Lê Nguyên, nhưng mà bị ý thức của Hứa Chính Kiệt ảnh hưởng. Xem ta là kẻ thù. Thậm chí có thể hiểu là hai nhân cách, cái thứ nhất là cô ấy bình thường, cái thứ hai lại coi tôi như kẻ thù. Diệp Lâm Quân đã hiểu đại khái. Đúng, tình huống này quá hiếm, không ai có thể nghĩ tới. Vấn đề là những thứ này cũng kích thích tiềm năng của Lê Nguyên. Nhìn xem cô ấy bây giờ mạnh đến mức nào. Văn Hy thầm thở dài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 36.